lòng hằng dính theo. Chúc ông thoảng giá dừng lèo qua bờ giác ngàn sớm treo hương màu. Nơi cõi tạm sông sầu bể khổ, làng ngựa xe cắm dỗ tao nhân. Gây ra lắm nợ phong trần luân hồi. Cho chúng phục tùng chân lý, trong sách thân giám thì lục căn. Chúng tôi xin trân trọng và giới thiệu giáo lý viên Phan Chí Tâm đến từ xã Tân An, thị xã Tân Châu, với đề tài là phải tu hành như thế nào để đạt được về hội Long Hoa. Để một lần nữa chúng tôi xin trân trọng và giới thiệu và kính mời giáo lý viên đến diễn đàn để làm phận sự của mình. Mời quý vị cho một tràng vỗ tay thật to. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị cao niên kỹ trưởng trong đạo. Kính thưa quý vị quan khách đại diện cho chính quyền địa phương của xã Long An. Kính thưa đồng đạo Phạm Văn Lại là trưởng ban tổ chức, trưởng ban ban trị sự giáo hội Phật giáo Bà Hảo xã Long An, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Kính thưa đồng đạo Quỳnh Thị Bạch Lê là giáo lý viên của ban phổ điền giáo lý ban trị sự trung ương đến từ xã Tân Lược, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Kính thưa ông Nguyễn Thành Lập là Mạnh Thường Quân đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị là trưởng ban, phó ban, là thành viên của các ban trị sự trên dưới hơn 50 ban trị sự đến từ các huyện thị, thị xã Tân Châu, huyện An Phú, thành phố Châu Đốc, huyện Tịnh Biên, Tri Tôn, huyện Châu Phú, huyện Châu Thành, huyện Phú Tân, huyện Hồng Ngự và thành phố Hồng Ngự đồng về đây tham dự. Kính thưa quý vị là thân hào nhân sĩ, quý vị là Mạnh Thường Quân, kính thưa cụ ông, thưa cụ bà cùng toàn thể chư đồng đạo hiện diện thân kính. Hôm nay là ngày 23 tháng 10 niên Nhâm Dần, và hôm nay là ngày 16 tháng 11 năm 2022. Chúng tôi và giáo lý viên Quỳnh Thị Bạch Lê cũng được sự phân công của ban phụ triền giáo lý ban trị sự trung ương giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, và được sự cho phép của chính quyền thị xã Tân Châu, hôm nay được trở về quê hương Tân Châu để làm nhiệm vụ của mình. Vậy lời nói đầu tiên, chúng tôi cũng xin kính gửi đến toàn thể quý vị lời thăm hỏi, lời chào mừng quý kính và lời tri ân sâu đậm nhất của chúng tôi. Kính thưa chư quý vị và chư đồng đạo thân kính, thì hôm nay có thể nói là một cái ngày hiệp mặt đông đủ tất cả các ban trị sự lân cận trở về đây, trên dưới hơn 50 ban trị sự
trên dưới gần 10 huyện thị, chúng ta cùng nhau để tổ chức một buổi thuyết giảng giáo lý, truyền thông Phật Pháp đầy đủ ý nghĩa như thế này. Và hôm nay chúng tôi cũng hết sức lấy làm vui mừng. Theo cái sự chỉ đạo của ông Phó Ban Thường trực Ban Trị sự Trung ương, tức là đồng đạo Nguyễn Huy Diễm, thì phiên thuyết giảng này chúng ta sẽ có cái phần trả lời câu hỏi theo nội dung đề tài. Thì thầy Diễm cũng có dặn dò chúng tôi, có thể là chương trình chúng ta mỗi người là 1 tiếng rưỡi đồng hồ, thì chương trình có thể kéo dài từ 8 giờ đến 12 giờ. Ngoài cái việc thuyết giảng ra thì còn có cái phần gọi là trả lời câu hỏi, gọi là chất vấn. Quý vị cần cái gì đó thì cứ hỏi trực tiếp, thì giáo lý viên chúng tôi sẽ liều lượng các khả năng của mình trong cái đề tài thuyết giảng để chia sẻ, nhằm tháo gỡ một số vấn đề gì đó trong cái sự tu học của chúng ta, với mục đích chính là chúng ta cùng tu cùng tiến. Và hơn thế nữa thì hôm nay chúng ta được duyên may, được nhà Mạnh Thường Quân, tức là đồng đạo Nguyễn Thành Lập, đã hỗ trợ một số phần quà để tặng cho quý đồng đạo. Nếu như có cái ý hay trong cái vấn đề trả lời các cái câu hỏi mà giáo lý viên ở trên này hỏi xuống, thì thật ra thì trong cái vấn đề đi làm nhiệm vụ thì ngồi trong hội trường này quý vị không ai lạ chúng tôi rồi, bởi chúng ta gặp nhau quá nhiều lần. Cho nên thì theo cái riêng của mình đó, từ xưa đến giờ đó, với cái lập trường đó, trong quá trình chúng tôi trình bày, chúng tôi không muốn có một cái gì đang xen vào đó. Bởi vì nếu nói là một buổi pháp thoại thì buổi pháp thoại ấy ít nhất cũng phải trang nghiêm, thể hiện một cách hết sức là tuần tự, đi từ đầu đến cuối. Có như vậy chúng ta mới đạt được cái kết quả cao trong các cái buổi pháp thoại. Một cái minh chứng, đức thầy chúng ta ngày xưa cũng vậy, khi trong 107 điểm dạo Lục Châu thì quê hương Tân Châu chúng tôi cũng rất là may mắn còn gặp các vị đồng đạo cao niên đã chứng kiến những cái phiên mà ngày xưa đức thầy đi khuyến nông. Thứ nhất là đức thầy đứng, đức thầy không ngồi, đứng trên diễn đàn. Thứ hai, mỗi buổi pháp hội thì đức thầy nói không ngừng nghỉ, tức là tiếng đức thầy sang sảng, và đức thầy cũng ít có cười. Cần nhất đức thầy chỉ cười lạc, nhích miệng thôi, chứ không có một cái gì đang xen. Và hơn thế nữa thì chúng ta cũng học tập theo tôn giáo bạn của mình. Thì giờ này đồng đạo thấy rõ, dầu rằng chúng ta không trực tiếp nhưng mình cũng xem trên trang YouTube, thì quý vị thấy rất rõ cũng có rất là nhiều cái chuyên trình phổ pháp bên đạo Phật. Thì đặc biệt trong các buổi phổ pháp thì cái người nói và người nghe có một cái sự liên thông với nhau, âm hưởng với nhau về cái phần tâm hồn. Vì vậy cho nên trong các cuộc nói chuyện đó thì tốt nhất là không có những vấn đề gì đó đang xen với nhau, bởi vì khi đang xen với nhau sẽ làm rõ lõn cái hậu trường. Cho nên thì theo đó là nhận định riêng chúng tôi. Vì vậy cho nên trong cái quá trình đi làm nhiệm vụ thì đây là vấn đề mà chúng tôi rất là ngại. Và đặc biệt thì hôm nay chính vì vấn đề đó cho nên thì để đáp lại cái nguyện vọng của các vị Mạnh Thường Quân, thì giờ này tôi đặt câu hỏi trước. Tôi sẽ đặt 5 câu hỏi, rồi trong quá trình chúng tôi sẽ nói liên quan đến 5 câu hỏi đó. Sau khi thuyết giảng xong thì tôi nhắc lại các câu hỏi và mời đồng đạo nào có chuẩn bị, có theo dõi cái bài giảng của chúng tôi thì đồng đạo nhất định sẽ trả lời được và sẽ được nhận cái phần quà kỷ niệm của Mạnh Thường Quân cũng như của ban tổ chức. Chứ bây giờ trong cái quá trình trình bày mà đặt câu hỏi cho đồng đạo Bạch Lê thì tôi làm không được. Bởi thứ nhất là không quen. Thật ra là mình chỉ nói thôi, chứ ngừng nửa chừng không biết lát nói cái gì nữa, sợ nó quên. Cho nên thì đồng đạo cũng thông cảm. Và hơn thế nữa thì phiên thuyết giảng này, đồng đạo Nguyễn Huy Diễm cũng đã có gọi cho chúng tôi là muốn rằng đây là một cái phiên thuyết giảng thí điểm trả lời câu hỏi. Bởi vì đồng đạo nhớ rằng trước đây từ năm 2012 trải dài đến 2016-17 thì chúng tôi đã đứng trên dưới 200-300 cái diễn đàn trả lời câu hỏi. Và đặc biệt đối với xã Long An là một dấu ấn kỷ niệm mà chúng tôi khó quên. Nhiều câu hỏi hay, nhiều cái phiên trả lời nghi vấn ở chỗ này. Tôi nhớ không lầm diễn đàn này thì chúng tôi đã trả lời ít nhất cũng khoảng cả chục lần đó. Cả chục lần trả lời câu hỏi. Mỗi phiên trả lời câu hỏi ít nhất cũng có 5 câu, 7 câu. Thì trong đó đồng đạo cũng dành những câu hỏi hết sức là tuyệt diệu,
trong cái lộ trình tu hành. Và đồng thời cái ấn tượng nhất mà chúng tôi giờ này vẫn còn nhớ một câu hỏi mà đồng đạo ở trong B2 hỏi chúng tôi đó, lầu đài núi cấm lộ nay mai, vậy thì nay là chừng nào, mai là chừng nào? Thì đây là câu hỏi mà tôi nhớ hoài đến giờ này ở tại cái diễn đàn này. Cho nên thì sau đó thì do cái điều kiện khách quan, cho nên thì đồng đạo Nguyễn Quy Diễm có mời chúng tôi cùng với đồng đạo giáo lý viên Đoàn Văn Hảo và đồng đạo Phạm Hùng Nam, lúc đó mời chỉ ba người thôi. Thì tôi nhớ lúc đó nằm khoảng năm 2016, và đồng đạo Nguyễn Quy Diễm là yêu cầu chúng tôi tạm ngưng cái vấn đề trả lời câu hỏi. Cho nên từ đó đến giờ thì cái chương trình đã ngưng từ đó đến giờ. Và lúc bây giờ thầy Diễm cũng có nói với tôi rằng sau này để sắp xếp lại nếu tiện thì cho chúng tôi trở lại trả lời câu hỏi như trước đó. Cho nên hôm nay thì cũng là một cái phiên mà để chúng ta làm một cái cuộc thí nghiệm thôi. Cho nên thầy Diễm rất kỹ cũng dặn chúng tôi rằng đó, đối với các vị ghi hình video nè, thì cái phần thuyết giảng thì được phép ghi hình rồi có thể chuyển tải lên trang YouTube cá nhân. Còn về cái phần trả lời câu hỏi thì không được ghi hình. Thì thầy Diễm rất là kỹ quý vị. Và đồng thời thì đáng lẽ ra đồng đạo Bạch Lê hồi nãy cũng phải dành thời gian nửa tiếng đó để trả lời câu hỏi mới đúng. Tuy nhiên thì hôm nay cái chương trình thì cũng do có những cái gì đó chúng ta cũng thiếu đi cái sự sắp xếp trước, thì chúng tôi cũng xin nhận cái khuyết điểm. Chứ không phải là phiên trả lời câu hỏi hôm nay là mình nên tôi đâu, mà tôi và giáo viên Quỳnh Thị Bạch Lê thì đều đảm trách với nhau. Sau cái buổi thuyết giảng thì cũng xin thông báo với hội trường. Và đặc biệt thì như đồng đạo đã nghe vị sứ ngôn viên đã có giới thiệu, thì có thể là đề tài này chúng tôi trình bày gọn trong thời gian khoảng 60 phút. Thì cái khoảng thời gian còn lại khoảng 30 phút nữa thì chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi không cần viết giấy. Thì ở đây chúng tôi cũng nhận được một cái tờ giấy của quý vị đồng đạo ở xã Quốc Thái. Thì giờ này chúng ta để có một cái phần khách quan, thì quý vị một lát cứ giơ tay, rồi ban tổ chức đưa micro, đồng đạo cứ hỏi, thì chúng tôi liều lượng trả lời theo cái hiểu của mình. Và đặc biệt là cái hỏi của quý vị phải theo cái nội dung của hai cái chuyên đề ngày hôm nay. Đó là một là chúng ta tu như thế nào để được sinh về cực lạc, để được giải thoát hoàn toàn, để được ngồi tòa sen, để được tọa liên đài. Và cái thứ hai là hôm nay chúng ta tu thế nào để mỗi đồng đạo chúng ta được về dự hội Long Hoa để gặp Đức Thầy. Bởi vì về dự hội Long Hoa chúng ta mới gặp được Đức Thầy, thì đó cũng là một cái mốc ngoặt quan trọng mà mỗi đồng đạo chúng ta hướng tới, cũng như đây cũng là một cái sứ mạng độ đời của Đức Thầy. Cho nên thì câu hỏi chúng ta sẽ không ngoài hai cái yếu tố đó, để nhằm mục đích là chúng ta cùng tu cùng tiến. Còn nếu như các câu hỏi nào liên quan khác về thời sự, về chính trị, về thời cuộc, về thiên cơ, hoặc là về chuyện tích khác, thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ không trả lời. Thì có thể là nếu như được cái sự đồng ý của ban phụ truyền, thì sau này chúng tôi sẽ tiếp tục để làm nhiệm vụ này ở các diễn đàn khác nhau. Thì cũng xin thông báo trước với tất cả đồng đạo nơi đây. Thì kính thưa đồng đạo, như vậy thì hôm nay theo sự phân công, chúng tôi và quý vị chúng ta sẽ chia sẻ qua một cái đề tài: tu cách nào để chúng ta được về dự hội Long Hoa. Và với đề tài này thì chúng tôi sẽ mượn hai câu giảng của Đức Thầy theo sự phân công mà chúng ta đã được chính quyền địa phương chấp pháp, đó là: ta giàu có cách thôn hương, vạn dân cứ chữ hiền lương mà làm. Thì trong cái đề tài này thì chúng tôi sẽ đặt ra 5 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất: thôn hương là ý Đức Thầy muốn nói ở đâu? Trong đó có hai phần: tục đế và chân đế. Coi như là chúng ta phải nói được cái quê hương Đức Thầy ở hai cái địa điểm. Thì một lát nữa chúng tôi trình bày, đồng đạo lưu ý, đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai: Đức Thầy có thật sự xa cách đồng đạo chúng ta hay không? Và Đức Thầy xa cách mấy lần? Lần đầu khoảng thời gian bao lâu? Và lần sau này bao giờ Đức Thầy trở lại? Câu hỏi tôi rất là khó, không phải dễ như chị Lê nãy đâu. Đồng đạo phải động não, phải nghe mới được. Nếu như đồng đạo nào mà không nghe là không bao giờ trả lời được. Phải cố gắng nghe. Câu hỏi thứ ba: người hiền trong đạo Phật giáo Hòa Hảo được cái lợi lạc như thế nào? Có câu giảng chứng minh. Có nghĩa là chúng ta chỉ cần nói một, hai hoặc ba lợi ích thôi thì đạt yêu cầu. Thì phải có câu giảng chứng minh. Câu hỏi thứ tư: theo sự trình bày của chúng tôi, hôm nay muốn trở thành người hiền thì chúng ta phải làm gì? Thì một lát tôi sẽ có một cái bố cục rất rõ ràng. Và câu hỏi cuối cùng là câu hỏi phụ, câu thứ năm: theo ý đồng đạo, ngoài sự trình bày của tôi ra, đồng đạo có ý nào hay hơn để
tu hành trở nên hiền đức để trở thành một người đạt tiêu chuẩn về dự hội Long Hoa. Tức là tôi nói tôi xong, quý vị được quyền nói ý quý vị để có một cái sự khách quan với nhau. Bởi vì sự trình bày của chúng tôi giàu rằng có nghiên cứu, có trình bày rất nhiều diễn đàn, nhưng mà tính cho kỹ chắc không bằng quý vị rồi. Cho nên thì nhiều khi đứng ở đây nói như vậy chứ nhiều khi nó cũng tùy ngẫu hứng, hoặc giả là do cái sự thiếu sót. Quý vị ngồi ở dưới, quý vị sẽ cảm thấy được cái điều xíu thiếu sót đó. Và ý cái câu cuối cùng này á, chúng tôi muốn hỏi như vậy để cho quý vị bổ chứng thêm cho cái gì chúng tôi còn thiếu sót. Tức là theo ý quý vị đó, giờ này ngoài những sự trình bày chúng tôi ở đây để đủ điều kiện về dự hội Long Hoa, thì quý vị còn ý nào hay hơn nữa, cứ mạnh dạn ha, mạnh dạn đóng góp ý kiến thì tôi rất là tri ân. Và đặc biệt nếu như hôm nay thì chúng tôi cũng xin với đồng đạo Lập, nếu như hôm nay theo cách trình bày này đạt câu hỏi, đạt kết quả tốt, thì từ đây về sau có thể chúng ta trình bày theo cách này hả chị Lê, tức là mình không được trả lời câu hỏi trong cái quá trình thuyết giảng, mà trước khi đi vào thuyết giảng thì giáo lý viên đặt câu hỏi trước đi ha, để cho người nghe, người ta cố gắng người ta nghe coi ông này ông hỏi cái gì, rồi ông trình bày cái gì trúng vô câu hỏi hồi nãy, rồi đồng đạo ghi nhớ, có thể là quý vị ghi cũng được đó. Trong quá trình trình bày nếu đồng đạo nào có giấy viết cứ ghi, rồi một lát sau khi xong rồi đó thì chúng tôi sẽ đọc lại câu hỏi, mời quý vị đứng lên trình bày. Thì tôi thấy cái này rất là tốt đó chị Lê, rất là hay ha, có thể là chúng ta có một cái gì đó thay đổi một chút đi. Và chúng tôi mong rằng cuộc thuyết giảng này sẽ thành công để làm một cái cuộc thí điểm, để chỉ vậy cái người nói và người nghe sẽ có một cái sự liên thông với nhau, để chúng ta thứ nhất là mình quan tâm, thứ hai nữa chúng ta có hiểu biết. Cũng như đồng đạo Lập thì rất muốn rằng đó quý vị khi nghe chúng tôi trình bày thì chúng ta phải có một cái sự nhận thức, và sự nhận thức đó nó phải lưu lại trong trí não của mình, để rồi chúng ta về nhà thực hiện thì đó mới là cái yếu tố quan trọng. Còn nếu hôm nay mạnh người nói thì nói, mạnh người nghe thì nói, thì mạnh ai nấy nói, thì buổi thuyết giảng này không đạt kết quả. Chúng ta thấy rõ rằng các vị đồng đạo tôi rất là thương quý vị. Hôm nay thật sự là một ngày quá đầy đủ rồi. Phải nói rõ là những vị hàng trăm cái số lặn lội trở về đây, nhất là quý vị ở các cái huyện thị rất là xa, ở tỉnh Biên Tri Tôn rất là xa, ở Châu Phú, Châu Thành ở dưới mà chúng ta cũng trở về đây. Cho nên thì muốn buổi thuyết giảng đạt được kết quả cao thì chúng tôi mong rằng giữa người nói và người nghe thì chúng ta phải có một cái sự tương quan với nhau, tương quan bằng ánh mắt, tương quan với nhau bằng cái lời nói và cái tánh nghe, trên cái tánh nghe của mỗi cá nhân chúng ta. Và đặc biệt chúng ta phải tương quan với nhau ở một cái tâm thức, khi người nói và người nghe trong tâm mình nó sẽ nảy sinh một ý tưởng, và ý tưởng đó là ý tưởng tích cực nhất để chúng ta hiểu đúng lời Đức Thầy, để mình cố gắng tu hành đi đến chỗ giải thoát. Thì đó là cái ước muốn cao cả mà chúng tôi muốn rằng hội trường này và các hội trường khác, tất cả chúng ta sẽ làm được các yếu tố đó. Thì chúng tôi cũng hết sức là xin chân thành cảm ơn quý vị trước. Như vậy thì trở lại trong cái phiên trình bày ngày hôm nay, thì như chúng tôi có nói, tất cả chúng ta phải có được một cái định hướng, để rồi giờ này trong đời tu của mình nhất định sẽ đạt được cái hoa trái. Chứ nếu như mình không có định hướng, không hiểu được cái phương pháp rõ ràng, rành rẽ theo cái lộ trình mà Đức Thầy đã dạy, thì coi chừng trong đời tu chúng ta nhiều khi chúng ta lỗ vốn đồng đạo ạ. Bởi vì giờ này tôi và quý vị đầu tư vào cái lộ trình tu hành, theo tôi nghĩ rằng công sức không nhỏ. Trong quá trình chúng ta cúng lại, trong quá trình chúng ta niệm Phật, trong quá trình đặc biệt là chúng ta làm từ thiện xã hội, cũng như tất cả đồng đạo chúng ta tập trung về đây và ở các hội trường khác để chúng ta dự buổi thuyết giảng. Và đồng thời thì nhiều khi mình cống hiến cả đời mình, bỏ hết mọi cái việc về danh, về lợi, về tình, để chúng ta trở lại với cái con đường đạo đức. Do đó cho nên chúng tôi mong rằng khi cái sự cống hiến này, cái sự đầu tư này nhất định sẽ đạt được cái kết quả cao trong cái ngày chúng ta bỏ xác, trong ngày chúng ta đi về với thế giới vĩnh hằng. Như vậy thì hai cái đích điểm mà chúng ta sẽ đi đến đó là hội Long Hoa. Hội Long Hoa là một cái cơ hội đầu tiên mà gần như người tu chúng ta cần hướng đến. Và đồng thời khi về dự hội Long Hoa xong rồi, lúc bây giờ mình đoàn tụ với Thầy và được Đức Thầy thuyết cho chúng ta nghe một tràng pháp hoặc là ba tràng pháp, thì mỗi đồng đạo chúng ta từ đó mình sẽ thăng hoa đi vào cái lộ trình giải thoát. Chúng ta sẽ gặp mặt với nhau ở tại Tây Phương Cực Lạc. Như vừa rồi thì đồng đạo Bạch Lê đã duyên luận qua hai câu giảng rất là rõ ràng, rành rẽ cái con đường về Cực Lạc.
Vì vậy cho nên hôm nay người tu đạo Phật giáo Hảo chúng ta phải đi theo một cái tuần tự, đi theo một những cái thềm thang, cho nên mình phải đi theo từng bước. Tôi nói ví dụ giờ này đồng đạo chúng ta, nếu như mình niệm Phật tuyên chuyên đầy đủ công đức, đồng đạo được về cực lạc. Nhưng mà dầu về cực lạc, đến ngày Đức Thầy trở về, đến ngày Đức Thầy lập hội, thì chúng ta cũng phải trở về đây để dự hội với Thầy. Và từ đó thì chúng ta mới thực sự được vãng sanh về cực lạc. Đó là theo cái nhận định của chúng tôi sau khi chúng ta nghiên cứu là Đức Thầy. Vì vậy cho nên hôm nay mình thấy rõ Đức Thầy mang một sứ mạng đặc biệt. Phật Vương đã chỉ rõ mái diệu quyền kiện lập hội Long Hoa để chọn những đấng tu hành cao công quả, để ban cho xứng vị xứng ngôi, người đủ các thiện căn đang giáo truyền đại đạo, định ngôi phân thứ, gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang, hay hoặc là làm dân Phật quốc hưởng sự thái bình. Vì vậy cho nên trong cái lời, cái đoạn mà chúng tôi vừa đọc trong thánh ngôn luận của cái bài lời sứ mạng Đức Thầy, mà chúng ta còn gọi là cái bài lời nói đầu, tức là sứ mạng Đức Thầy bắt đầu ở các cái quyển sách giảng thi văn của chúng ta. Như vậy thì với một sứ mạng độ đời của Đức Thầy, thì rõ ràng đến ngày Thầy về, thì trong đó mình thấy rất rõ có rất là nhiều cái hạng. Mà chúng tôi thường nói đại để là chúng ta có 4 cái hạng. Hạng thứ nhất là gì? Là tức là chọn những đấng tu hành cao công quả. Thì theo tôi nghĩ đây là hạng cao nhất nè. Hạng này là hạng phải nói rõ là hoàn toàn nè. Hạng này là người không phạm vào giới luật, chuyên gia chuyên tu hành, công phu hành đạo, chúng ta chuyên tâm niệm Phật và có làm lành, nói chung là mọi thứ đầy đủ. Thì phải nói rõ đây là hạng cao, hạng này thuộc về Bồ Tát, hạng này thuộc về Thượng Thừa, để chúng ta hoàn toàn giải thoát ở tại nơi đây luôn. Và hạng thứ hai là bậc này bậc trung, bậc này thì cùng Đức Thầy định ngôi phân thứ, gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang. Bởi vì sau này khi lập đời trở lại thì Đức Thầy chúng ta làm chủ rồi. Một tay tá quốc an bang, nước nhà vững đặt, hướng đàn hiển vinh. Vì vậy lúc bây giờ Đức Thầy chúng ta làm chủ, và dưới Đức Thầy thì cần phải có những người phụ tá của Đức Thầy. Bởi vì lúc bây giờ không còn ở một cái thế giới mà 235 nước như giờ này nữa, mà thế giới này trở về với một gọi là bốn biển một nhà cha Phật Thánh, thì là dân sự hết tàn ngang. Thì lúc bây giờ rõ ràng thế giới này quy về một, và sự quy về một này Đức Thầy chúng ta là cái vị đứng đầu. Cho nên Đức Thầy mới khẳng định rằng ngày giờ nào, ngày nào mà Phật tiên tọa vị, ấy thời lai bình trị muôn dân, khắp các nơi chư quốc xưng thần, trong bốn biển chúng dân lạc nghiệp. Mà trong Nan Thơ Cẩm Tú Thầy dạy rất rõ. Như vậy thì khi đọc các án văn này thì lòng tôi rất là nôn. Bởi vì sau này Đức Thầy chúng ta nắm vững cả cái càn khôn này, kính thưa đồng đạo. Vì vậy cho nên dưới Đức Thầy sẽ có những cái người phụ tá. Thì những người phụ tá là những người cùng Đức Thầy định ngôi phân thứ đó. Tôi mong rằng quý vị trưởng ban trị sự, quý vị đang lãnh một cái nhiệm vụ, những cái vai trò quan trọng mà Thầy đặt để là đây là những vị làm đầu. Cho nên mong rằng những vị cao niên kỹ trưởng trong đạo chúng ta, những vị làm đầu này sẽ có mặt. Và những người này là những người phụ tá. Chúng tôi tạm dùng cái từ phụ tá để chúng ta dễ hiểu, tức là những người kế Thầy để định ngôi phân thứ, gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang. Bởi vì sau này thế giới này không phải như thế giới giờ này, mà thế giới này sau này lập đời trở lại là một thế giới dạy đạo, một thế giới tu hành. Ai muốn ở lại để lo hưởng cái cảnh vinh hoa phú quý sau cái ngày lập hội thì lo. Còn ai muốn tu hành giải thoát thì lúc bây giờ sẵn có ông Phật tại thế, Ngài sẽ thuyết pháp chúng ta nghe để chúng ta thăng tiến đến cái lộ trình giải thoát. Và đồng thời nếu đồng đạo chúng ta tu đến cái bậc gọi là yếu đi, mình nôm na dùng là cái bậc trung bình đi, thì ít nhất đồng đạo cũng phải làm dân Phật quốc hưởng sự thái bình. Thì đây là một yếu tố căn bản, ít nhất tôi và quý vị cũng phải sống còn trong cái ngày lập đời trở lại, trong cái ngày mà Đức Thầy trở lại. Và đặc biệt cái công đức của chúng ta ở đây thì sẽ đổi lại. Đổi cái gì? Thứ nhất là đổi lại cái niên hạn. Bởi vì nhờ công đức chúng ta ăn chay niệm Phật làm hiền ở đây, mà lúc bây giờ chúng ta sẽ đổi được một cái thân. Thay vì cái thân giả tạm ở đây thì chúng ta niên thọ khoảng 6-70 tuổi, nhiều gì là khoảng 90 ngoài 100 tuổi trở lại thôi. Nếu mình nói quân bình đất nước Việt Nam giờ này thì về cái hưởng thọ thì quân bình khoảng trên dưới khoảng 70 tuổi, trên 70 tuổi thôi. Thế giới này chỉ có Nhật Bản là một đất nước là sống thọ nhất. Như vậy thì với một cái niên hạn ít ôi như vậy thì gần như quay qua quay lại thì chúng ta già, chúng ta bệnh, chúng ta chết. Nhưng mà đồng đạo an tâm, nhờ cái công đức tu hành chúng ta ở đây thì khi mà mình sau ngày lập hội rồi, khi mình làm dân Phật quốc hưởng sự thái bình, lúc bây giờ chúng ta có một cái niên hạn đến 10.000 tuổi. Mình sống đến 10.000 năm.
Cho nên cái sự đạt được ở 10.000 năm này thì chúng ta phải đầu tư tại đây. Cho nên trên đời này không có cái gì mà không mà có cả. Chúng ta có làm mới có hưởng. Cái làm ở đây mình không thấy. Cho nên Đức Thầy dạy trồng cây lành vị quả thơm tho, tuy không thấy mà sao chẳng mất. Những cái tôi và quý vị thực hiện ở đây, dầu rằng mình không thấy, nhưng mà sau này những cái đó sẽ bù đắp lại cho chúng ta có được một cái thân trang nghiêm trong cái thời thượng cổ, như là Đức Thầy dạy chừng lập hội thì già quá trẻ, khắp hoàn cầu đổi xác thai hồn, hay hoặc là lão giả hội quy nhân ấu giả, ly kỳ thiên định dĩ thiên la. Vì vậy cho nên các án thơ này thì mình thấy rõ đã minh chứng các cái điều đó. Và đồng thời ba cái hạng trên căn cứ theo bài sứ mạng, thì còn một hạng cuối cùng nữa. Hạng này là hạng cái người rớt nè. Cái người này mà chúng ta nói nôm na là tu rớt, hoặc giả là người này người không chịu trở về với đạo, không tin tưởng tín ngưỡng về tâm linh, với Phật Pháp Tăng. Thì đối với cái hạng này thì Đức Thầy cho biết rất rõ, còn kẻ chẳng tỉnh tâm đến sau đền tội cũng chẳng trách Phật tiên sao không chỉ bảo. Như vậy thì mình ở trong thời kỳ này, thì thời kỳ cuối cùng, nếu như cái cơ hội này tôi và quý vị chậm chân lỡ bước, thì tin chắc rằng linh hồn chúng ta sẽ chìm đắm chốn nơi hà. Chúng ta sẽ không còn, chẳng những không còn cái thân, mà luôn cả hồn xác cũng tiêu. Bởi vì gian tà hồn xác cũng tiêu. Vì vậy cho nên sở dĩ chúng tôi đưa ra các khái niệm đó, để chúng ta hiểu được cái định hình. Những cái mình nói có thể đồng đạo mường tượng bằng một hình ảnh, chúng ta dựa vào thi văn giáo lý Đức Thầy để chúng ta có thể hiểu theo một cái mỗi cái yếu tố, mỗi trình độ. Nhưng mà cái nội hàm chung thì theo tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta sẽ đi về bốn cái hạng người, bốn đích điểm mà chúng tôi trình bày, Đức Thầy dạy rất rõ trong cái bài Thay Lời Tựa, tức là sứ mạng của Ngài. Như vậy thì yếu tố cao để được Đức Thầy ban thưởng thì theo tôi nghĩ rằng chúng ta không dám mơ. Bởi vì thật rất ra mình là người tại gia cư sĩ, hằng ngày bận biểu nhiều cái công việc trong cái cuộc sống, cho nên giờ này mà tu một mạch một để được giải thoát, được Đức Thầy ban thưởng thì nói chung là cũng tốt lắm, nhưng mà e rằng sức mình làm không nổi. Còn giờ này để cùng Đức Thầy, như Đức Thầy dạy rất rõ là long qua hội ân cần lo lập, lập cho rồi tam thập lục nhân cùng với Đức Thầy để chúng ta làm phụ tá Đức Thầy, thì theo tôi xét là bản thân mình không đủ điều kiện đó. Những vấn đề đó, những vị đủ điều kiện đó là có thể là những vị cao niên kỹ trưởng kìa, những người tu hành cao nữa kìa. Còn mình giờ này thì rất là thấp. Cho nên cái yếu tố đặt ra đây trong cái sự trình bày này thì mong rằng tất cả đồng đạo chúng ta được về dự hội Long Hoa, thì đó là một cái mục tiêu chung. Được về đó đi, được làm dân Phật quốc hưởng sự thái bình đi, rồi sau đó mọi đồng đạo chúng ta sẽ tu tiếp, để rồi tùy theo cái hạnh nguyện của mọi người, tùy theo sức người để chúng ta thăng qua xa hơn về cái lộ trình giải thoát. Cái đích đến sau cùng chúng ta là phải làm sao về được cực lạc. Mà Đức Thầy dạy là trong chúng sanh nghĩ tận đuôi đầu về cực lạc mới là hết khổ. Cái đích đến sau cùng giống như đồng đạo Bạch Lê trình bày hồi nãy, đó là mục đích cao quý cứu cánh. Bởi vì về cực lạc lúc bây giờ chúng ta mới không còn mang cái thân giả. Cái thân ở tại Đại hội Long Hoa, cái thân Thượng Quân Thánh Đức, cái thân này vẫn còn sanh tử luân hồi. Vì vậy cho nên mỗi đồng đạo chúng ta phải nhớ, hôm nay về dự hội Long Hoa đây là một cái trạm dừng chân, một cái trạm dừng chân thôi, tạm thời dừng chân, rồi sau đó chúng ta phải tu tiếp để mình tiến xa hơn đến cái lộ trình giải thoát. Kính thưa đồng đạo, vì vậy cho nên trong toàn bộ sấm thi Đức Thầy nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần về những cái sự kiện tương lai, cũng như về cái sứ mạng độ đời Đức Thầy. Và Đức Thầy đưa ra rất là nhiều cái tiêu chuẩn để về dự hội Long Hoa cũng như đi đến lộ trình giải thoát như chúng tôi vừa trình bày. Và đồng thời trong các tiêu chuẩn đó thì hai câu giảng ta giàu có cách thôn hương, vạn dân cứ chữ hiền lương mà làm, thì theo tôi nghĩ rằng đây là một cái tiêu chuẩn ưu tiên cần phải có, mà Đức Thầy sáng tác trong bài Dặn Dò Bổn Đạo. Chúng ta nghe cái tựa đề Dặn Dò Bổn Đạo là mình đủ biết rồi. Nghe cái tựa là chúng ta biết rằng nội hàm trong cái bài thi này mang một tính chất hết sức là tích cực, giống như ông cha sắp sửa ra đi, căn dặn lại cho con cái ở nhà làm cái gì. Cho nên tác phẩm này rất là quan trọng, mong rằng tất cả đồng đạo chúng ta phải nằm lòng để coi Đức Thầy dạy cái gì, chúng ta cố gắng thực hiện theo. Kính thưa đồng đạo, thì nó không hết. Như vậy thì giờ này chúng ta đặt vấn đề, thật sự Đức Thầy có xa cách thôn hương hay không? Như câu hỏi tôi nói hồi nãy thì thật sự Đức Thầy có xa cách thôn hương. Như vậy thì chữ ta là gì? Đại danh từ. Ta là kẻ
vô hình hữu ảnh, ẩn sát phàm, dình đạo Thích Ca, hay hoặc là ta thừa vưng sắc lĩnh Thế Tôn, khắp hạ giới truyền khai đạo pháp. Vì vậy cho nên chữ ta thì giờ này chúng ta hiểu ngay đây là danh xưng Đức Thầy, cũng có thể nói đây là danh xưng của một vị Phật, cũng có thể nói đây là một danh xưng của một vị Kim Sơn Phật. Cho nên Đức Thầy xưng ta thì chúng ta hiểu ngay. Và đặc biệt Đức Thầy xác định rằng ta giàu chứ giàu là dù có cách thôn hương. Thì thật sự qua cái khái niệm từ thôn hương ở đây thì chúng tôi cũng xin trình bày như hồi nãy mình có đặt vấn đề. Vậy thì thôn hương đồng đạo cũng có thể hiểu ở hai ý. Một là tục đế. Vậy thì tục đế thôn hương ở đây là làng Hòa Hảo. Ngày xưa nó thuộc về làng Hòa Hảo của Tổng An Lạc, tức là trấn Hòa Hảo của Tổng An Lạc đó, của quận Tân Châu, của tỉnh Châu Đốc ngày xưa. Như vậy thì với một cái địa danh phải nói rõ là chúng ta thấy mang một cái nội hàm hết sức là tuyệt vời, làng Hòa Hảo nhưng mà là Tổng An Lạc. Thì tôi tìm hiểu cái địa danh trong giai đoạn Đức Thầy đản sinh thì lúc bây giờ làng Hòa Hảo chúng ta nó rơi vào cái Tổng An Lạc, một trong 8 xã của quận Tân Châu ngày xưa, mà nay là thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang chúng ta. Thì khi nói đến chữ An Giang thì chúng ta lại có một cái vấn đề mình phải suy gẫm. Bởi vì thời Đức Thầy ra đời Ma Đạo thì đây không phải là An Giang, mà đây là làng Hòa Hảo của quận Tân Châu, của tỉnh Châu Đốc. Nhưng mà thật sự sau này, và theo tôi nghĩ rằng từ đây đến ngày lập hội thì có thể cái tỉnh An Giang không thay đổi. Bởi vì Thầy xác định rất rõ là Tây Phương trở gót quá xa đạn, thương xót Nam Kỳ lại An Giang, hay hoặc là về An Giang tỉnh sớm làng ai hay. Vì vậy cho nên với một cái danh xưng này có thể theo với Đạo Phật Giáo Hảo chúng ta đến mãi cả đến cái ngày chung cuộc. Bởi vì An Giang điểm giờ này là trung ương, An Giang điểm chúng ta là trung tâm. Mà giờ này thật ra quý vị, trên quá trình chúng tôi và giáo lý viên Quỳnh Thị Bạch Lê đi làm nhiệm vụ cũng khắp nơi, thì giờ này nếu nói về số lượng đồng đạo người tu đó, về hộ phụng hộ Phật Pháp đó, thì chỉ có An Giang thôi. An Giang là đệ nhất thôi. Chỉ có An Giang mới có được những cái buổi thuyết giảng đông thế này thôi. Còn ngoài tỉnh An Giang ra, các tỉnh khác thì rất là hiếm. Nhiều khi cũng có. Ví dụ ở xã Tân Lược của huyện Bình Tân thì cũng đông, hoặc là ở xã Trung Hưng của Thốt Nốt cũng đông. Nhưng mà nếu nói mà hài hòa đồng điệu điểm nào như điểm nấy chỉ có An Giang mới có thôi. Chúng tôi nhớ hôm qua cũng vậy, chúng tôi làm nhiệm vụ tại thị trấn Lấp Vò của tỉnh Đồng Tháp. Vì vậy cho nên với một cái phiên thuyết giảng thì chúng ta nhìn phải nói rõ là rất ít, chỉ có vài chục đồng đạo dự thôi. Nhưng mà chúng tôi cũng cố gắng trình bày được 2 giờ đồng hồ để nhằm thể hiện được cái tinh thần của đồng đạo. Cho nên hôm nay chúng ta thấy rõ An Giang là một vấn đề mình phải bàn. Vì vậy cho nên trở lại từ thôn hương này, nếu nói về tục đế thôn hương là chỉ ngay cho làng Hòa Hảo. Nhưng mà nhớ đây chỉ tục đế thôi. Bởi vì Thầy dạy là Hòa thôn hảo cảnh xứ chi ta, tạm dắt nhân sanh khỏi ái hà, tạo sát quỳnh danh thanh sắc trẻ, chờ thời thiên định thiết cùng ca. Như vậy thì làng Hòa Hảo không phải xứ Đức Thầy, mà nơi đây là Đức Thầy mượn xuống mượn sát nhằm năm kỷ mão buồn sớm làng cứ ghét điên khùng. Như vậy thì làng Hòa Hảo là một cái nơi Đức Thầy mượn thôi. Còn cái xứ thiệt thọ quê hương thiệt thụ của Đức Thầy là gì? Bồng Lai điên dại có ngôi, Tây Phương cực lạc hùng ngồi tòa sen. Như vậy thì trở lại thôn hương là gì? Thôn hương là quê hương của Đức Thầy. Quê hương Đức Thầy ở đâu? Một, nếu nói về tục đế đó là làng Hòa Hảo. Hai, nói về chơn đế tức là cõi Phật bên Tây Phương cực lạc kia, thì đó mới thật sự là quê hương Đức Thầy. Và hơn thế nữa, hôm nay Đức Thầy lựa cái làng Hòa Hảo mang một cái xúc tích về từ ngữ. Bởi vì Hòa là thuận thảo, Hảo là tốt đẹp. Hòa Hảo nó lên cái sự tinh thần đoàn kết, yêu đương, không phân biệt giống nòi, không phân biệt màu da chủng tộc, thể hiện một cái tình người, một cái tình yêu, mà đây là tình yêu nhân loại đại đồng. Đó là ý thứ nhất. Cái thứ hai, Hòa Hảo là địa danh, là cái nơi phát khai miền đại đạo. Cái thứ ba, Hòa Hảo là Đức Thầy chủ ý. Hòa Hảo cũng là một trong những cái ký danh Đức Thầy, mà thường thường Thầy viết các cái bài, cũng như bài đính chính, cũng như bài hiệu triệu, cũng như lời nói đầu trong quyển sáu, thì Đức Thầy đều ký tên là Hòa Hảo. Chính vì lý do đó mà nền đại đạo tôn giáo của chúng ta có cái danh từ là Phật giáo Hòa Hảo, xuất phát từ cái địa danh hương thôn. Và cái tiếp theo nữa, Đức Thầy có thật sự xa cách bổn đạo chúng ta không? Thì xin thưa rằng Đức Thầy có thật sự xa cách thôn hương Hòa Hảo. Và đặc biệt sự xa cách này, Đức Thầy xa cách ở hai giai đoạn. Cho nên câu hỏi đặt ra, Đức Thầy có xa cách thôn hương Hòa Hảo không? Dạ thưa là có. Và đặc biệt Đức Thầy xa cách ở hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là từ ngày 12 tháng 4 năm Canh Thìn
cho đến ngày 25 tháng Giêng năm Ất Dậu thì giai đoạn này 5 năm. Giai đoạn thứ hai, từ ngày 25 tháng 2 năm Đinh Hợi 1947 và trải dài đến giờ này trên 75 năm. Cho nên khi mà chúng ta đặt vấn đề, đặt câu hỏi Đức Thầy có xa cách bổn đạo hay không thì thật sự là có xa cách. Đức Thầy có xa cách thôn hương, có xa cách, mà điều này Đức Thầy đã tiên tri rất nhiều. Như vậy thì giai đoạn đầu tiên xảy ra những sự kiện gì? Cho nên sau khi ngày Đức Thầy ra đời mở đạo, Đức Thầy dùng ba phương tiện độ đời trong một lúc, gọi là tam độ nhất như: trị bệnh độ đời, thuyết pháp độ đời, viết sấm thi độ đời. Với ba phương pháp này, rất là nhiều quần chúng kéo về hòa hảo, để quy tắc đạo Phật giáo hòa hảo trong thời gian ngắn. Lúc bây giờ dân số Việt Nam chúng ta chỉ có hơn 19 triệu dân thôi, mà người tu đạo Phật giáo hòa hảo trên dưới 1 triệu người. Cho nên làm cho thống soái toàn quyền Nam Kỳ rất là lo sợ cho sức mạnh đạo Phật giáo hòa hảo. Vì vậy cho nên thống soái toàn quyền Nam Kỳ mới ra lệnh cho tỉnh trưởng Châu Đốc tìm cách tách ly Đức Thầy chúng ta rời khỏi một nhóm tín đồ và đưa Đức Thầy chúng ta ra khỏi làng hòa hảo. Và Đức Thầy đã biết được điều này, cho nên ngày vào lối tháng 2 năm Canh Thìn, Đức Thầy mới sáng tác cái bài dặn dò bổn đạo như chúng ta đang trình bày. Cho đến mãi đến ngày mùng 1 tháng 4 năm Canh Thìn, Đức Thầy liên tục viết cái bài từ giả bổn đạo khắp nơi. Như vậy thì sau đó 11 ngày đến ngày 12 tháng 4 năm Canh Thìn thì Đức Thầy thực sự từ giả bổn đạo khắp nơi. Và Đức Thầy với một cái bước truân kiên của Ngài, Ngài lên Châu Đốc ở 2 giờ đồng hồ, sau đó xuống Sa Đéc. Rồi từ Sa Đéc 6 ngày Đức Thầy mới được về về nhà ông Hương Bộ Thạnh làng Nhân Nghĩa Cần Thơ. Và sau đó ở đây 70 ngày Đức Thầy mới về nhà thương Cần Thơ 5 ngày. Rồi sau đó Đức Thầy mới lên nhà thương Chợ Quán Sài Gòn với thời gian là 10 tháng 7 ngày. Rồi sau đó Thầy mới vô Botswana, thì với một cái sự hành hạ của thực dân Pháp, Đức Thầy ở đây 8 ngày. Và sau đó đến cuối năm Tân Tỵ 1941 thì Đức Thầy được lưu cư ở tại Bạc Liêu, tức là nhà của ông Ký Giỏi, tức là cựu thơ ký của soái phủ Nam Kỳ Võ Văn Giỏi. Và sau đó thì Đức Thầy lên Sài Gòn và Đức Thầy ở tại sở bên của Nhật ở đường La Ve trong thời gian trên dưới hơn 2 năm. Như vậy thì với một cái khoảng thời gian dài từ ngày 14 tháng 4 năm Canh Thìn 1940 cho mãi đến ngày 25 tháng Giêng năm Ất Dậu nhằm ngày mùng 9 tháng 3 năm 1945, lúc bây giờ Nhật đạo chánh pháp, Đức Thầy chúng ta tự do thông thả trở về tổ đình. Thì vậy thì cái khoảng thời gian này là 5 năm, gọi là 5 năm trường xa cách cái chính sách gắt gao, áp bức gắt gao của người Pháp, như Đức Thầy nói đầu ở quyển 6. Như vậy thì chúng ta mới đặt vấn đề, trong thời gian 5 năm này chuyện gì đã xảy ra đối với đồng đạo chúng ta, hàng triệu tín đồ ở miền Tây Nam Bộ lúc bây giờ. Như vậy thì trong thời gian 5 năm này có nhiều đồng đạo chúng ta làm sai. Bởi vì lúc Thầy còn thì nhiều khi chúng ta không dám làm sai, nhưng mà khi lúc mà không còn Đức Thầy rồi, Đức Thầy vắng mặt đó, thì lúc bây giờ có người làm đúng, có người làm sai. Đáng lẽ ra Thầy không cần phải sáng tác quyển 6 Tôn Chi Hành Đạo, nhưng vì cái lý do đồng đạo miền Tây chúng ta lúc bây giờ nhiều người làm sai, không đúng theo cái căn nguyên của Phật Đà, cái tinh thần vô vi của nhà Phật. Vì vậy cho nên chính vì lý do đó mà quyển sách nhỏ ra đời. Cho nên quyển 6 là để chấn chỉnh những người làm sai. Và đặc biệt quyển này được Đức Thầy đặt cái tựa đề là Cách Tu Hiền và Sự Ăn Ở của người bổn đạo. Và đồng thời Đức Thầy cũng có vài cái sự thay đổi nhỏ. Thứ nhất là gì? Từ bức trần đều, từ ở chỗ là ngôi tam bảo hãy thờ trần đỏ, thì ở quyển 6 này Đức Thầy chấn chỉnh lại là chúng ta thờ trần già. Cho nên người tín đồ Phật giáo hảo chúng ta thờ trần già là từ ngày Đức Thầy viết quyển 6 năm 1945 năm Ất Dậu chúng ta thờ trần già. Rồi bên cạnh đó trong các bài cúng cũng có sự thay đổi. Trước đó thì cái bài nguyện trước bàn thờ của quyền đó, thì chúng ta đọc cái bài nguyện 20 câu, tức là đầu cuối lại của quyền thất tổ đó, ngõ đáp ơn báo bổ sanh thành, thì trước đây đọc cái bài đó. Nhưng mà khi quyển 6 ra đời rồi thì chúng ta chỉ đọc gọn, chỉ có trên dưới 12 câu thôi, tức là cuối đầu lại tạ tổ tông và cuối kính dân hương trước của quyền, và tới cuối đầu lại tạ tổ tông 12 câu ngắn gọn. Rồi trong khi đó thì ở cái phần ngũ nguyện cầu, cũng như ở cái phần, nhất là phần ngũ nguyện cầu, và Đức Thầy cũng có thay đổi từ ở một cái khái niệm từ là Minh Vương trị chúng, thì Đức Thầy đổi lại là Phật Vương độ chúng. Hay hoặc là ngày xưa thì xá tội, giờ này thì xả tội ở cái nguyện cầu thứ 5. Thì đây là những cái sự thay đổi. Cho nên lúc bây giờ Đức Thầy trở lại, và đặc biệt sự trở lại này thì may mắn là Đức Thầy còn sửa đổi.
và trở lại Đức Thầy mà làm ba cái sự kiện lớn. Thì theo tôi nghĩ rằng ba sự kiện này, nhờ ba sự kiện này mà giờ này trong đạo chúng ta mới được duy trì phát triển trên dưới. Phải nói rõ là đến giờ này là hơn 83 năm chúng ta tính cái ngày Đức Thầy khai đạo. Như vậy thì sau khi Đức Thầy trở về tổ đình, ngoài cái việc thăm đức ông đức bà và thăm lại nội tổ, thăm lại đồng đạo miền Tây, thì lúc bây giờ Đức Thầy mới tiếp nhận cái giáo sản đầu tiên của đạo, tức là An Hòa Tự. Cho nên chúng ta đặt vấn đề, nếu như mà không có An Hòa Tự thì chắc có lẽ giờ này đạo chúng ta khó có thể phát triển lớn như thế này. Đức Thầy chúng ta ngày đã nhìn xa trông rộng, bởi vì thân bằng tăng mặt bộ sòng nâu, cuộc thiên lý một bầu điều hãng. Đức Thầy biết trước hết mọi sự kiện xảy ra, cho nên Đức Thầy mới tiếp nhận cái chùa An Hòa Tự. Lúc bây giờ đây là một cái chùa gọi là chùa làng, do một cái sự quản chủ quản cung hương chủ bót. Vì vậy cho nên giờ này trong đạo chúng ta có chùa nhé. Nếu như đồng đạo nào nói rằng trong đạo mình không có chùa thì chúng ta nên suy nghĩ lại, bởi Đức Thầy đã tiếp nhận cái giáo sản An Hòa Tự giờ này, thì đó là cái sự kiện đầu tiên trong đạo chúng ta. Rồi sự kiện thứ hai, sự kiện thứ hai là Đức Thầy thành lập ban trị sự. Vì vậy cho nên hôm nay sở dĩ trong đạo Phật giáo Mạo chúng ta có ban trị sự, đây là ý chỉ Đức Thầy. Bởi Đức Thầy biết rằng đạo hôm nay muốn được phát triển về sâu, về dài thì phải có ban trị sự, tức là rắn phải có đầu. Bởi vì mọi tổ chức nào cũng vậy, phải có người làm chủ thì mới theo một cái quy củ, theo một cái lề lối. Còn nếu như mà không có người làm chủ, rắn mà không có đầu, mạnh ai nấy làm, như vậy thì không đạt được kết quả. Vì vậy nên Đức Thầy thành lập ban trị sự. Thì lúc bây giờ Đức Thầy chúng ta là Đức Huỳnh Giáo Chủ, cái người đứng đầu trong ban trị sự, và Đức Thầy cũng có đặt để các ban trị sự tỉnh bộ và ban trị sự ở xã trong cái giai đoạn lúc bây giờ. Cho nên hôm nay mỗi đồng đạo chúng ta, nếu như đồng đạo nào mà nghe ai nói cái gì đó, nói ban trị sự này do nhà nước lập nên, ban trị sự này là quốc danh, thì chúng ta đừng nên tin, đây là những cái giọng điệu xuyên tạc. Ban trị sự là do Đức Thầy thành lập. Và đặc biệt cái vai trò của ban trị sự như thế nào? Ban trị sự có quyền thay Thầy. Cho nên ngày 21 tháng 4 năm Ất Dậu, Đức Thầy đã cho biết rất rõ rồi, vì Thầy không thể gần gũi trực tiếp để giải quyết những biến cố xảy ra hàng ngày trong ban trị, trong ban, những biến cố xảy ra hàng ngày trong đạo, nên cho ban trị sự được thay mặt trọn quyền tổ chức thu xếp gìn giữ cho toàn thể bổn đạo có trật tự an ổn lo làm ăn. Như vậy thì ban trị sự sẽ có quyền thay Thầy để lo chung cho toàn đạo. Chúng ta có một cái tổ chức rất là rõ ràng. Như vậy thì từ đó mình mới suy ra được rằng giờ này nếu không có ban trị sự thì làm gì đồng đạo chúng ta tập trung 400-500 người ở các huyện thị trở về đây để tổ chức một cuộc thuyết giảng hoành tráng như thế này. Và hơn thế nữa, nếu không có ban trị sự thì làm gì chúng tôi và Quỳnh Thị Bạch Lê có đủ điều kiện để ngày nào chúng tôi cũng đi từ nơi này đến nơi khác để thực hiện cái nhiệm vụ cao quý của mình, thực hiện theo là Đức Thầy đã dạy, đó là phận môn đệ phải lo dung quén. Nếu không có ban trị sự thì cái việc an sinh xã hội chúng ta như thế nào, làm sao được như bây giờ? Nhờ có ban trị sự mà nào là cầu đường, rồi tất cả các cái tổ bệnh viện miễn phí, tất cả các cái tổ nấu cơm ở bệnh viện miễn phí, rồi các cái xe cứu thương ngoài đường, rồi các cái nắm gạo tình thương, mọi cái vấn đề an sinh xã hội, thì toàn bộ những cái tổ chức này do đâu phát sinh? Thì có phải là do ban trị sự mà ra? Giống như vừa rồi đồng đạo Phát Thời ở Vĩnh Lộc, ở Vĩnh Hậu cũng có nói đó. Như vậy thì nếu như đồng đạo Phát Thời không phải là người có ban trị sự, không có sự kết hợp của ban trị sự, thì làm gì từ đó đến giờ, nhất là từ dịch bệnh tới bây giờ, đồng đạo đã làm cái công cuộc mà phát quà gạo cho bà con nghèo trong và ngoài địa phương, thì theo tôi biết được là lên cái hàng mấy ngàn tấn đó. Thì trong đó có vị Mạnh Thường Quân Nguyễn Thành Lập ở đây cũng hỗ trợ trên dưới khoảng 400-500 tấn gạo. Như vậy thì nhờ ban trị sự mà trong đạo chúng ta phải nói rõ là giờ này mình đạt một cái kỷ lục. Nếu nói về từ thiện xã hội, hàng năm chúng ta đóng góp cho xã hội Việt Nam trong cái phương diện an sinh xã hội hàng nghìn tỷ đồng. Nhờ có ban trị sự mà chúng tôi đi làm nhiệm vụ hàng năm như vậy đó. Những năm trước dịch bệnh đó thì hàng năm chúng tôi đi làm nhiệm vụ trên dưới hơn 2.000 điểm thuyết giảng. Như vậy thì năm nay cũng vậy, năm nay mà theo tôi biết rằng cuối năm mà tổng kết là không dưới 1.000 điểm thuyết giảng từ đầu năm đến giờ. Như vậy thì không có ban trị sự chúng ta không làm được điều này. Cho nên hôm nay Đức Thầy đặt để phải có ban trị sự để chúng ta lo dung quén nền đạo của Thầy ở tương lai. Cho nên đồng đạo chúng ta phải đoàn kết với nhau, phải nhất tâm với nhau, nhất là các đồng đạo bên ngoài. Giờ này đồng đạo đừng chia năm xẻ bảy nữa, mà đồng đạo phải trở về với ban trị sự. Trở về với ban trị sự là chúng ta trở về với Thầy,
trở về với tổ. Chúng ta đi theo một cái quy điều, một cái quy định của giáo hội, đi theo tôn chỉ hành đạo Đức Thầy, đi theo cái nguồn thi thơ giới luật của Đức Thầy, để rồi tất cả chúng ta cùng nhau để đến cái ngày chung cuộc. Còn nếu như giờ này đồng đạo chia năm xẻ bảy, mình quay lưng ngoảnh mặt với ban trị sự thì giống như chúng ta đang quay lưng ngoảnh mặt với thầy mình. Bởi vì thầy vắng mặt rồi, ban trị sự mới có quyền thay thầy mà Đức Thầy đã ủy nhiệm. Nếu ngoài ban trị sự ra không người nào mà có quyền thay thầy. Giờ này ông nào lên xưng thầy, xưng Phật, xưng đắc đạo, đắc pháp, xưng là đệ tử số 1, số 2, chúng ta đừng tin. Bởi vì Đức Thầy đã nói rồi, vấn đề này không có đồng đạo à. Trong đạo Phật giáo hảo và chúng ta không có đệ tử số 1, số 2, mà Đức Thầy chỉ nói có đệ tử lớn thôi. Vì vậy cho nên giờ này đồng đạo đừng tin, chúng ta nên tin ban trị sự đầy đủ điều kiện để hợp pháp. Hôm nay đồng đạo quay về ban trị sự, thứ nhất là chúng ta trung thành tuyệt đối Đức Thầy. Thứ hai là chúng ta thực hiện đúng cái ơn đất nước. Bởi vì Đức Thầy dạy, tức là mỗi chúng ta xét coi việc nào có lợi ích chung trong đạo, được ban trị sự đồng ý, không náo động nhân tâm, không trái với luật nước, thì chúng ta tùy tiện bổ cứu thi hành. Như vậy thì mỗi việc làm của mình phải gắn đủ ba yếu tố. Thứ nhất là gì? Chúng ta phải được cái sự cho phép ban trị sự. Thứ hai là không náo động nhân tâm. Thứ ba là chúng ta không trái pháp luật nhà nước. Thứ tư là chúng ta làm lợi cho quần sinh. Thì các yếu tố đó chúng ta thực hiện. Cho nên chúng tôi muốn khẳng định vấn đề này để làm chi? Bởi vì giờ này đồng đạo chúng ta cũng bông lung ra ngoài lắm, rồi lại chia năm xẻ bảy với nhau, làm cho đạo chúng ta càng ngày càng yếu. Cho nên chúng tôi thường nói hoài, Long Hoa Đại hội có một đồng đạo à, chứ không phải Long Hoa Đại hội có hai có ba đâu. Mà giờ này trong đạo chúng ta mà nếu mình chia ra hai nhóm ba nhóm đó, rồi bây giờ nhóm nào về trong Long Hoa Đại hội, đồng đạo chỉ giùm tôi coi. Nếu mà chúng ta chia hai chia ba nhóm, không nhóm nào được hết trơn, phải không? Vì vậy cho nên giờ này nếu mình chia hai chia ba nhóm, rồi đồng đạo suy nghĩ giùm tôi con đường về, con đường chúng ta gặp thầy đó, trước khi đi xa thầy căn dặn cái gì? Nào là lòng trẻ thảo biết đoàn biết kết, phí xác phàm mê mệt đâu này. Nào là từ trên tới dưới thượng hòa, hay hơn châu báu ngọc ngà giàu sang. Nào là cả kêu lớn nhỏ đại huynh, từ nay chống nại, từ nay từ đây nhẫn nại chống kình làm chi. Thì Đức Thầy căn dặn rất là rõ ràng. Cho nên hôm nay nếu chúng ta chia năm xẻ bảy ra là tự chúng ta giết mình được. Cho phép tôi dùng cái từ là tự chúng ta giết mình. Bởi thời kỳ này nó khác đồng đạo à. Thời kỳ này chúng ta phải thực hiện quán triệt điều đoàn căm thứ 8 là tóm tắt là phải thương yêu lẫn nhau như con một cha. Như vậy thì người nào không chia rẽ, người nào đoàn kết với ban trị sự thì chắc là người đó sẽ về dự hội Long Hoa. Bởi vì hội Long Hoa chỉ có một mà thôi, không có hai, có ba. Hay mình phải khẳng định với nhau ở chỗ này đi, rồi mình chúng ta hãy bàn tiếp. Thì kính thưa đồng đạo, và hơn thế nữa, ông cha chúng ta có một câu nói rất là rõ ràng, tức là có thực mới vượt được đạo. Tức là có thực mới vượt được đạo đó. Vì vậy cho nên hôm nay khi mà thành lập ban trị sự xong, thì cái công ruột cuộc thứ ba Đức Thầy làm là gì? Là Đức Thầy đi phiến nông. Phiến nông để làm gì? Tức là để kêu gọi mọi người trở lại với ruộng đồng, để nhằm cung cấp cái nguồn lương thực cho miền Bắc lúc bây giờ đang rơi vào cái cảnh giặc đói năm 1945. Vì vậy thầy mới dạy là gửi một tấm lòng son nhắn nhủ, khuyên đồng bào hãy đủ cho đông, nắm tay trở lại cánh đồng, cần lao nhẫn nại lạc lòng tụ triền. Hay hoặc là một phen vác cuốc ra đồng, thề rằng ruộng phải được trồng bắp khoai. Vì vậy Đức Thầy kêu chúng ta phải gia tăng sản xuất để làm chi? Để cứu đói đất nước trong cái hoàn cảnh giai đoạn chiến tranh. Và đồng thời Đức Thầy cũng muốn tất cả đồng đạo chúng ta, cái ăn cái mặc là cái điều đầu tiên cần phải có. Tôi nói ví dụ giờ này mình nghèo quá, cơm không có ăn, gạo không có ăn, tiền không có xài, làm sao chúng ta có an tâm mà tu? Bởi vì da bần trí đoạn, đắng cay nhiều bời. Khi con người chúng ta mà nghèo khổ quá, cái trí chúng ta nó cũng ngắn. Do vậy cho nên chúng ta cũng khó có thể mà thăng hoa đến cái chỗ sáng suốt, đến chỗ giải thoát. Cho nên trong điều đăng cấm thứ nhì, đồng đạo không lạ rồi, Đức Thầy dạy chúng ta phải cần kiệm sốt sắng lo làm ăn. Đây là cái then chốt. Rồi đi đôi với cần kiệm thì tất cả chúng ta phải lo tu hiền chân chất. Đây là cái điều ở về tâm linh, tức là vật chất và tâm linh. Hai yếu tố này Đức Thầy luôn luôn muốn chúng ta phát triển cả hai à. Thì đó, cho nên Đức Thầy mới đi khuyến nông 107 điểm. Như vậy thì lần vắng mặt đầu tiên này thì Đức Thầy trở lại, Đức Thầy làm ba cái sự kiện quan trọng. Và sau đó đến ngày mùng 6 tháng 8 năm 1945 và ngày mùng 9 tháng 8, thì trong thời gian 3 ngày, lúc giờ đồng minh của Mỹ
mới bỏ hai cái quả bom nguyên tử đến hai cái thành phố Nagasaki và Hiroshima của Nhật Bản. Thì đây là hai thành phố lớn. Sau khi bỏ hai quả bom này thì lúc bây giờ Nhật đầu hàng không điều kiện. Lúc bây giờ Nhật trở về nước. Thì lúc này Pháp bắt đầu lần thứ hai trở lại thôn tính đất nước Việt Nam chúng ta. Thì lúc bây giờ Đức Thầy biết được rằng với một cái vai trò trách nhiệm là một người yêu nước, cho nên Ngài mới khẳng định là yêu nước bao đành trơ mắt ngó, thương đời chưa vội ẩn non cao, quyết đem tâm sự tâu cùng Phật, coi lệnh từ bi giải lẽ nào. Vì vậy cho nên ông Phật, nhưng mà Ngài sẵn sàng tuốt gươm vàng lên ngựa sông pha, đền sông nợ nước thù nhà, thuyền môn trở gót Phật Đà Nam Mô, khi Đức Thầy cho là tức là ông thi sĩ Việt Châu. Vì vậy Đức Thầy mới tham chánh, Đức Thầy mới ra miền Đông tham chánh trong một cái đoàn quân kháng Pháp. Đức Thầy chúng ta là một vị tham chánh để đứng lên cùng với các anh em yêu nước để kháng Pháp. Và Đức Thầy được phân công một chức vụ rất là quan trọng, đó là ủy viên đặc biệt của ủy ban hành chánh Nam Bộ kháng Pháp trong thời kỳ lúc bấy giờ. Và cho mãi đến ngày 25 tháng 2 nhuận năm Đinh Hợi, thì đêm đó Đức Thầy chúng ta do một sự kiện mà Ngài cho biết rằng để cho Thầy đi dạo Ta Bà đặng dạy kẻ đàn xa chưa rõ. Vì vậy Đức Thầy mới tạm thời vắng mặt. Và từ ngày đó đến giờ này ngót trên 75 năm Đức Thầy thực sự vắng mặt đến ngày giờ này. Như vậy thì chúng ta đặt ra vấn đề, hôm nay Đức Thầy vắng mặt tại đất nước Việt Nam chúng ta, và Đức Thầy cũng có thể là thể hiện là một con người khác, là một nhân vật nổi tiếng khác, để Đức Thầy đi dạy đạo ở nơi khác. Bởi vì mục đích Đức Thầy ra đời mà đạo, như tôi nói hồi nãy, Đức Thầy muốn dựng cuộc hòa minh khắp đại đồng, chứ không riêng Đức Thầy dựng đất nước Việt Nam chúng ta đâu. Cho nên giờ này theo tôi nghĩ rằng với cái chân linh Đức Thầy, với cái ứng thân của tam thân Đức Thầy, thì dầu không ở đất nước Việt Nam nhưng Đức Thầy vẫn ở các đất nước khác. Đức Thầy chúng ta sẽ thể hiện bằng những con người khác nhau, đó là tùy theo cái căn cơ trình độ chúng sanh ở vùng miền, tùy theo ở cái người bản xứ đó, để Đức Thầy thể quyết một lời ta độ tận. Đức Thầy có một trách nhiệm là đưa tất cả chúng ta về cực lạc, có trách nhiệm đưa tất cả chúng ta về hội Long Hoa. Nếu thế gian còn chúng mê tân thì ta chẳng an vui cực lạc. Vì vậy cho nên Đức Thầy tạm thời vắng mặt thời gian ở đây, nhưng mà khi trước khi vắng mặt thì Thầy đã giải rất rõ rồi, vạn dân cứ chữ hiền lương mà làm. Hay hoặc là Đức Thầy cho biết rằng đó, chừng nào Thầy lại giáo trung thì trong bổn đạo bóng tùng hữu che, hoặc là ta là kẻ vô hình hữu ảnh, ẩn sát phàm dình đạo Thích Ca. Hay hoặc là Đức Thầy giải rất rõ, tuy là hữu ảnh vô hình chứ dân lòng tưởng sân trình đạo lai. Vì vậy cho nên sự kiện vắng mặt này thì đồng đạo thấy rõ rằng đã xảy ra rất là nhiều cái sự, phải nói rõ là trong cái thời gian Đức Thầy vắng mặt. Và theo tôi nghĩ rằng thời gian Đức Thầy vắng mặt là một cái thời gian thử thách quý vị. Cái thời gian này để coi ai thật tánh, ai người giả đạo. Khi Đức Thầy chúng ta còn ở đây thì nhiều khi mình nghĩ có Thầy, người thì tu, người thì không tu. Bởi vì lúc bây giờ chúng ta đang rơi vào cái chỗ gọi là Thầy lạc tớ không ai chỉ bảo, như vịt con dìu dắt nhờ gà. Vì vậy cho nên cái thời gian Thầy vắng mặt lại là một thời gian vàng son. Trong khi không có Thầy thì mỗi đồng đạo chúng ta phải cố gắng, chúng ta cố gắng thực hiện là Đức Thầy. Bởi vì Thầy dạy rất rõ, ai mà ta dạy chẳng dịnh thì sao đừng trách mất tình yêu đương. Hay hoặc là Đức Thầy chúng ta luôn luôn kêu gọi trong cái tinh thần đoàn kết, trong cái tinh thần tu hành thực hiện là Đức Thầy, thì Thầy xác định rằng làm đường ngay thẳng có thần độ cho, hoặc là ráng sức thi hành thì sẽ có Thầy ủng hộ, thì nó không hết. Như vậy thì cái sự kiện Đức Thầy vắng mặt, Đức Thầy xa cách thôn hương thì chúng ta nhất quán rồi. Đức Thầy xa cách thôn hương hai lần. Lần đầu tiên, cái khoảng đầu tiên là từ ngày 12 tháng 4 năm Canh Thìn cho đến ngày 25 tháng Giêng năm Ất Dậu. Đây là cái thời gian đầu tiên Đức Thầy xa cách bổn đạo, gọi là xa cách thôn hương. Và cái khoảng thời gian thứ hai Đức Thầy thực sự xa cách bổn đạo, tức là xa cách thôn hương, xa cách đồng đạo chúng ta, từ ngày 25 tháng 2 nhuận và cho mãi đến ngày hôm nay. Lần đầu tiên Thầy trở về, Đức Thầy làm ba sự việc quan trọng, đó là Đức Thầy tiếp nhận chùa An Hòa, Đức Thầy thành lập ban trị sự, Đức Thầy đi khuyến nông. Đây là cái tiền đề, cái tiền đề để khi Đức Thầy vắng mặt lần sau. Như vậy thì khi Đức Thầy trở lại ở cái lần sau cùng thì đây là cái ngày trên có Phật trời soi việc thế, dưới đầy cô máu lão về ngôi. Như vậy thì cái ngày mà Đức Thầy trở lại sau này thì lúc bây giờ là đến cái ngày Long Hoa Đại Hội. Cho nên đồng đạo giờ này chúng ta nhớ kỹ rằng trong khoảng thời gian này mình ráng tu, khi ngày Đức Thầy về là cái ngày chung cuộc đó đồng đạo à. Giống như cái ngày mà Thầy dạy rất rõ là câu niệm Phật chờ ngày chung cuộc, chung cuộc là kết cuộc, cái ngày cuối cùng.
và Đức Thầy chúng ta sẽ trở lại, ít lâu ta cũng trở về phiên cùng bổn đạo cho thời lắng sau. Cho nên cái ngày Đức Thầy trở lại là cái ngày tất cả chúng ta được gặp Thầy. Cái ngày đó là cái ngày Bồ Đào Đủ Thánh Trà Tiên muôn năm cộng lạc cứu hiện tôi chung. Cái ngày đó là cái ngày mãn trong chờ vận thời chưa đến đặng chung cùng một tiệc quỳnh tương. Và đặc biệt muốn được chung cùng một tiệc quỳnh tương, đặc biệt muốn gặp Thầy, thì đồng đạo chúng ta phải cố gắng nghe lời Đức Thầy dạy, nghe lời Thầy dặn dò trong đây. Đó là vạn dân cứ chữ hiền lương mà lập. Như vậy thì hoàng vạn dân ở đây không chỉ đi người tín đồ Phật giáo hoàn hảo, mà vạn dân ở đây là chỉ chung cho nhân loại đại đồng. Chứ vạn dân còn gọi là bá tánh, gọi là trăm họ, còn gọi là tất cả nhân loại chúng sanh là vạn dân. Và đặc biệt Thầy khẳng định ngay là cứ chữ, y cái chữ này mà làm. Hiền lương là gì? Hiền lương là hiền lành và lương thiện. Tất cả mọi người đều trở lại với hiền lương, đều trở lại với hiền lành và lương thiện thì chúng ta sẽ được tồn tại, gặp được Đức Thầy. Và hơn thế nữa thì trong toàn bộ sấm thiệu Đức Thầy, Đức Thầy viết đi viết lại cái từ hiền lương này, tôi nhớ không lầm là 14 lần. Quý vị nhớ một lát sẽ có một câu hỏi, Đức Thầy viết cái từ hiền lương là bao nhiêu lần? Từ hiền lương đó Thầy viết đi viết lại trong toàn bộ sấm thiệu Đức Thầy là 14 lần. Và đặc biệt từ hiền lành Thầy viết đi viết lại là 10 lần trong toàn bộ. Như vậy thì trong cái từ hiền lương, hiền lành, hai cái này chúng ta thấy khác nhau về ngữ từ, nhưng cái nghĩa thì nó không khác. Cho nên hôm nay mỗi đồng đạo chúng ta cố gắng làm sao mình phải trở thành là cái con người hiền lương, tức là hường hiền lành và lương thiện. Vậy thì hiền lành và lương thiện được cái lợi lạc như thế nào? Đồng đạo lưu ý. Cho nên câu hỏi đặt ra rằng hôm nay nếu như người tín đồ Phật giáo hòa hảo mà chúng ta là người hiền lương thì được cái lợi thế nào? Yếu tố thứ nhất, chỉ cần đồng đạo nhớ một trong hai yếu tố thôi là chúng ta đạt được cái yêu cầu mà câu hỏi chúng tôi đặt ra. Như vậy thì yếu tố thứ nhất, cái con người hiền lương, cái người này rất là sáng suốt, rất là thông minh, dầu rằng trình độ văn hóa không cao, dầu rằng cái nhận thức về cuộc đời không cao, nhưng mà chúng ta là người hiền lương thì Đức Thầy dạy là người hiền tâm trí thông minh, người hung cứ mãi chống kình với ta. Vì vậy nên thật sự là người hiền, người này khôn lắm. Người này không có giả gì theo cái giả đâu. Người này làm cái thiệt không à. Người ta hiền, người ta ăn chay, người ta niệm Phật, người ta cúng lại, cái đó mới là khôn. Còn mà cái người không hiền, người này là lo đi kiếm tiền, lo chạy theo danh lợi, chạy theo nhà lầu, chạy xe hơi, tức là chạy theo cái quyển giả, rồi cuối cùng bỏ là hết à. Cho nên cái người thông minh mà Thầy dạy là cái người biết lo xa trông rộng. Cái người này lo chuẩn bị, tức là biết lo sửa kiển trồng quê đó. Cho nên người này chuẩn bị đến cái ngày cuối cùng người ta sẽ có mặt. Cho nên Đức Thầy xác định cái lợi lạc đầu tiên, cái người hiền, cái người này thông minh dữ lắm. Cho nên đồng đạo nhớ nha, nếu như giờ này mình mà còn sân nộ, mình mà còn tính toan, mình mà còn nhỏ mọn ích kỷ đó, thì chúng ta tối lắm. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, cái người hiền lành mới thật sự là cái người xinh. Cái người mà xinh đẹp, ở xã hội này ai cũng mong cầu đó. Người ta nghĩ là cái người này phải là cái người thẩm mỹ viện, cái người này phải có cái khuôn mặt tròn tròn, rồi cái mũi cao cao, rồi phải có cái môi trái tim gì đó vân vân. Đại để là vậy, là người xinh. Không phải đồng đạo ơi, Đức Thầy không dạy như vậy. Cho nên cái chuẩn mực mà cái người xinh đẹp nhất đó, không phải là người giàu có, cũng không phải là cái người sang trọng về hình tướng, mà cái người nào hiền, đó mới là cái người xinh quý vị à. Cho nên Đức Thầy mới dạy là vinh hoa như thể bọt bèo, hiền lương bất luận, khó nghèo cũng xinh. Hôm nay chúng ta hiền lành đi, giàu rằng mình nghèo khổ, nhưng mình vẫn là cái người xinh đẹp, cái người được mọi người trân quý. Bởi vì đến thời kỳ sau này chỉ trọng người hiền thôi, còn cái người hung dữ không ai cần đâu đồng đạo à. Bởi thời kỳ nó khác rồi. Và tiếp theo nữa, khi mà chúng ta đạt người hiền rồi đó, thì lúc bây giờ thay gì, mỗi đồng đạo chúng ta khi bỏ xác này, thì quý vị thấy rõ rằng lời Đức Thầy dạy không khác đâu. Khi nhắm mắt hồn lìa khỏi xác, quỷ vô thường dắt xuống diêm đình, sổ sách kia tội phước đinh ninh, phạt với thưởng hai đường tỏ rõ. Vì vậy cho nên khi chúng ta bỏ xác này thì mình về gặp Diêm La Vương, gặp Ngưu Đầu Mã Diện, gặp Phá Quan, để ông mở cái sổ ra, ông coi tội phước để ông định ngôi, tức là ông phạt hoặc ông thưởng, hai con đường rõ ràng. Nhưng mà giờ này đồng đạo an tâm, theo tôi nghĩ rằng đó, tu mà muốn được đi lên đó, thì nó cao lắm. Bây giờ mình không dám bàn, mình nói gọn gọn, giờ mình tu nhưng cũng đi xuống đi. Nhưng mà giờ này khi mà chúng ta được đi hiền, khi bỏ xác này, mình cũng về Diêm Đình nữa, tức là chúng ta cũng về âm phủ đó. Nhưng mà thay vì cái người hung dữ thì về âm phủ đó,
bị ông phán quan, bị Ngô Đầu Mã Diện tìm cách này cách khác để tra tội và để định tội cũng như là ban thưởng. Nhưng đặc biệt là cái người hiền thì khi xuống đây thì ông Diêm La Vương ông trọng à. Bởi Đức Viêm Chúa yêu người hiền thảo, trọng những ai biết niệm Di Đà. Cho nên cái người hiền rồi đó thì cái ông đứng đầu ở cõi âm phủ còn gọi là Tần Quán Dương hay hoặc là Diêm La Vương thì ông này rất là trọng người hiền. Mình nói nôm na người hiền xuống đây ông coi như là bạn vậy đó. Cho nên đây là một cái điều lạ lạc nè. Rồi chẳng những ông này ông coi chúng ta là bạn, ông trọng chúng ta, mà ông Phật A Di Đà bên kia cũng vậy nữa. Ông bên kia ông còn trọng mình hơn nữa. Nếu hôm nay chúng ta là người hiền là cái đối tượng mà ông đang tìm kiếm đồng đạo à. Cho nên chúng tôi nói hoài, quý vị ơi, hôm nay tôi và vị ăn chay không phải là hiền đâu, niệm Phật không phải là hiền đâu, cúng lại không phải là hiền đâu, làm từ thiện phải là hiền đâu, đó là phương tiện. Nếu ăn chay có cúng lại, có niệm Phật, có làm từ thiện mà chúng ta không hiền thì chúng ta không đạt kết quả. Ông Phật A Di Đà không có rước chúng ta đâu. Bởi vì là phương tiện, chúng ta ăn chay để cho mình hiền, chúng ta niệm Phật để cho mình hiền, chúng ta làm từ thiện để cho mình hiền, chúng ta cúng lại để cho mình hiền. Nhưng mà cuối cùng chúng ta ăn chay không có hiền, làm từ thiện không có hiền, cúng lại không có hiền, niệm Phật không có hiền, thì Phật bất cứ vì tâm còn ác, ông Phật A Di Đà không có cần mấy người này. Mà ông Phật Di Đà ổng đang cần những con người hiền đức, mà thầy xác định rất rõ rồi. A Di Đà nhìn xem khắp cõi, đặng trông chờ mong mỏi chúng sanh hiện hào quang ngũ sắc hiền lành, đặng tìm kiếm những người hiền đức. Cho nên quá lạ lạc rồi. Rồi bên cái đó thêm một điều lợi nữa đi. Hôm nay chúng ta là người hiền thì mình mới thật sự là trò giỏi, thật sự là cái người mà Đức Thầy đang tìm kiếm. Trong khi Đức Thầy ra đời ma đạo, Đức Thầy gieo giống đó, gọi là chí toan gieo giống bồ đề, thầy gieo rộng hết, cái thửa ruộng nào thầy cũng giải giống ở trên gieo chứ. Nhưng mà sau khi mà đơm bông kết quả đó thì lúc bây giờ Đức Thầy chắc lọc lại nha, chứ không phải nói tôi tín đồ thầy thì rước tôi chưa chắc à. Tôi tín đồ thầy mà tôi không hèn thầy vẫn không rước tôi. Cho nên khi gieo giống thầy gieo rộng lắm, thửa ruộng nào thầy cũng gieo hết mà. Chí toan cái giống mùa đời, gieo xong rồi sao? Đức Thầy còn tưới nước nữa. Gọi là hạt mùa tiết giống kia biết bất luận thải mọc mầm chỗ lá mấy màu. Tưới cái gì? Tưới cái nguồn suối Pháp. Quyển sấm giảng thi văn toàn bộ là Đức Thầy tưới nước, đồng đạo là tưới nước. Và sau khi tưới nước đó, có hạt giống thì tốt lắm. Một cây đó, khi mọc lên nở vài bụi, có nhiều cái bông có hoa đẹp lắm thì đó Đức Thầy mới chọn đó. Rồi cũng có những cây đó khi mọc lên rồi chết héo chết khô bởi không có lo, thì lúc bây giờ thầy không có chọn. Vì vậy cho nên khi mà thầy gieo giống thì rất rộng, nhưng mà cuối cùng thì sao, cũng không thèm trọng bạc tiền, quyết lòng tìm kiếm người hiền mà thôi. Cái Đức Thầy tìm là tìm người hiền. Trong nhóm đồng đạo chúng ta, người nào hiền là cái người Đức Thầy tìm, còn người nào không hiền thì lúc bây giờ Phật bất cứ vì tâm còn ác như tôi nói hồi nãy, cho nên không đạt kết quả. Vì vậy cho nên giờ này mỗi đồng đạo chúng ta phải cố gắng. Cho nên thầy mới dạy là nửa sau lọc lại với tiền cũng chơi nè. Khó lắm đồng đạo à, thấy vậy đó. Chứ theo tôi nghĩ rằng cái tiêu chuẩn về Giáo hội Long Hoa không phải là dễ. Thì đó là chúng tôi cũng khái nét một số vấn đề lợi lạc của người hiền. Rồi ngược lại không hiền thì sao? Nếu giờ không hiền thì chúng ta bị tiêu diệt. Cái người mà không hiền đó, cái người mà hung dữ đó, thì đồng đạo thấy rõ rằng trên xã hội này có ai trộm người hung dữ không? Không. Cái người này là phế phẩm xã hội, không ai chấp nhận hung dữ đâu. Đây là mình nói về một cái mặt bằng chung của xã hội. Và hơn nữa, chúng ta đang sống trong thời kỳ hạ quan hạ, thời kỳ sau cùng. Đây là một thời kỳ gọi là thanh trừ, thời kỳ thanh lọc. Vì vậy cho nên thời kỳ này người hiền mới tồn tại. Cho nên thầy mới dạy là trừ tà gian còn thiện, chỉ tồn cảnh sông máu nước xương tha thiết. Vì vậy cho nên hôm nay người hiền cũng chết nữa, người hung cũng chết. Mình phải nói rốt cái lý này nè. Để thôi không nói cái này, ủa ông Phan Chí Tâm ông hiền ông cũng chết kìa. Rồi cái ông đằng xóm, chú Hai đằng xóm ăn chay giữ giáp cũng chết kìa. Như vậy thì hiền và hung, tất cả chúng ta đều chết. Hay mình nhớ kỹ, mình phải nói rõ cái này trước đi, ai cũng chết hết. Bởi vì đây là một cái quy luật. Đức Phật ngài còn phải nhập Niết Bàn, ngài còn phải bỏ xác kìa. Nhưng mà lại cái kết quả thì sau khi chết nó khác. Cái người mà hiền thì sau khi chết được thầy cứu, được Bồ Tát cứu. Còn cái người không hiền sau khi chết thì gian tà hồn xác cũng tiêu. Cho nên cái mà chúng ta nói là nó ở tương lai, chứ bây giờ cái chết ở hiện tại này thì thật ra tôi và quý vị ai cũng chết.
Cho nên đồng đạo cứ an tâm, Đức Thầy dạy hai chỗ, một chỗ là nước kia lửa nọ tưng bừng, thảm thương thế sự lẫy lừng nạn tai. Thời cũng tại không ai tu niệm, cứ lẫn lơ ngạo biếm phèo phang. Đến nay là buổi tai nạn, tam thiên lục bá khắp tràn hải dân, như Thầy dạy trong cái bài Thiên Lý Ca. Rồi một đoạn nữa Thầy dạy trong cái bài Sấm Giảng Nguyện Ba. Cái này chúng ta thấy rõ là lúc chúng ta chết có người vớt nè. Ai vớt chúng ta? Văn Thù Bồ Tát Từ Bi, chèo thiền Bát Nhã cứu thị trần gian, gió đưa lướt sấm bườm loan, vớt rước người tu niệm xê sang phỉ tình, mà Đức Thầy đã dạy trong Sấm Giảng Nguyện Ba thì nó không hết. Như vậy thì tất cả chúng ta, người hiền và người dữ đều có chết. Bởi vì đến cái ngày cuối cùng, đến cái ngày mà lết đau chết cõi thôi, vô số thêm tà ma yêu quái chặt đường, thì niên hạn người nào hết thì người đó phải ra đi. Nhưng mà cái người tu, người hiền thì được Đức Thầy, các vị thánh chúng và đại đệ là Văn Thù Bồ Tát sẽ cứu vớt chúng ta trong cái ngày cuối cùng này. Như vậy thì khi mình đưa ra cái lợi cái hại của cái người hiền và người không hiền, vậy thì giờ này căn cứ theo sấm thí Đức Thầy, muốn trở nên hiền lương thì đồng đạo chúng ta cần phải làm gì? Đây là cái vấn đề quan trọng nè. Như vậy thì trong toàn bộ sấm thí Đức Thầy thì có nhiều cái phương pháp tu để giúp cho chúng ta trở thành những con người hiền lương, để đạt được cái tiêu chuẩn trong cái ngày cuối cùng chúng ta gặp Thầy, gặp Phật. Tuy nhiên ở đây chúng tôi chỉ đưa ba cái phương pháp thôi, gọn thôi, thời gian muốn hết rồi. Kính thưa đồng đạo, hôm nay chúng ta quan trọng mình nhận định. Những cái chúng ta trình bày nãy giờ là mình muốn cho mình có cái nhận định. Khi có nhận định đúng rồi thì cái việc làm chúng ta làm nó không sai. Bởi vì giờ này trong hội trường này, nếu nói về phương pháp làm hiền đó thì đồng đạo rõ trơn rồi, bởi chúng ta đang làm hiền mà. Nhưng mà cái tri thức để nhận định được cái hệ quả của làm dữ, nhận định được cái hoa trái của làm hiền, nhận định được cái tiêu chuẩn cái ngày cuối cùng, thì nhiều khi chúng ta người thì biết, người thì không. Cho nên chúng tôi mới nói cái này nhiều đến chi. Đó là cái gốc. Khi mà chúng ta có cái nhận định tri thức đó rồi thì lúc bây giờ cái sự làm hiền của mình mới đạt kết quả. Như vậy thì hiền lương như thế nào? Ở đây chúng tôi đưa ra chỉ có ba ý thôi. Ý thứ nhất bằng một câu giảng, ý thứ nhì bằng một câu giảng, ý thứ ba bằng một đoạn giảng. Như vậy thì ba ý này nếu đồng đạo chúng ta cố gắng thực hiện thì tôi tin chắc rằng thật sự là người hiền đồng đạo ạ. Thứ nhất là Thầy dạy sao? Muốn làm hiền ráng nhịn đừng than. Bảy chữ thôi, gọn vậy đó. Như vậy thì giờ này đồng đạo muốn làm hiền thì chúng ta phải ráng nhịn nha. Cái này quá dễ rồi. Bởi vì nếu chúng ta không nhịn là chúng ta chưa phải là người hiền. Mình đừng có nói rằng mình ăn chay mấy chục năm, mình đừng có nói rằng mình làm từ thiện ngày này sáng ngày nọ, mình đừng có kể là mình cúng lại một ngày ba bốn thời, mà trong khi đó chúng ta không nhịn, chúng ta không nhẫn, thì lúc bây giờ công đức của mình bị cái tánh sân ăn hết rồi, đâu có đạt kết quả gì đâu. Bây giờ tôi ví dụ, bây giờ đồng đạo là hành đạo mà đồng đạo chúng ta còn nóng quá, có ai nói mình hiền không quý vị? Đây là cái gốc nè. Cho nên Đức Thầy mới dạy rất rõ nè, tức là chữ thứ nhất nhẫn năng xử thế là người hiền khó kiếm trên đời, lập thân danh từng trải nơi nơi chờ thời đại mới là khôn khéo, mà Đức Thầy dạy rất rõ trong Giác Mới Tâm Kệ. Như vậy là cái người mà nhẫn nhiều chừng nào về mặt xử thế thì người này Đức Thầy cho biết là người hiền khó kiếm trên đời. Cho nên đồng đạo ơi, giờ này chúng ta không cần nói rộng nói dài, chúng ta học chữ một thôi, đó là chữ nhẫn. Chỉ cần chúng ta có chữ nhẫn à, phải không, là mình là người hiền à. Mà nếu như đồng đạo chúng ta bất nhẫn, chúng ta không nhẫn là chúng ta không phải người hiền. Không nói đâu xa, chồng vợ trong nhà thôi mà chúng ta nhịn không được thì chúng ta không có hiền rồi. Rồi con cái mình ở trong nhà nhịn không được thì làm sao chúng ta là người hiền. Rồi xóm chợ bên ngoài người ta chọc gãy bánh xe, người ta phá mình nhịn không được thì làm sao chúng ta hiền. Trong khi đó Thầy dạy rất rõ là tu cầu gia đạo vuông tròn nè, chồng hòa vợ thuận cho con thảo hiền nè. Như vậy thì cái chữ nhẫn này chúng ta phải áp dụng triệt để. Chúng tôi nói nôm na, mỗi đồng đạo dán cái chữ nhẫn trên trán á, mà đừng dán trán mình, dán trán ta. Dán trán mình sao mình thấy được, phải không? Mình trên dán trên trán của vợ mình dán trên trán của chồng mình dán trên trán hàng xóm. Khi mình giận nhìn người ta thấy chữ nhẫn lộ đây nè thì biết là mình phải nhẫn. Cái này không phải là dễ làm đồng đạo à, rất là khó đó. Bởi vì tại sao khó? Bản thân tôi giờ này khi nhẫn được, khi cũng chưa nhẫn được nè.
Và tôi cũng tin chắc rằng đồng đạo chúng ta ngồi đây cũng vậy. Chắc ở trong hội trường này không ông nào dám đứng lên giơ tay. Tôi bây giờ là hoàn toàn đắc được hạnh nhẫn, không dám. Phải không đồng đạo, mình phải khẳng định với nhau. Nhưng mà giờ này nếu mình không làm được cái chữ này mà đến Đức Thầy khai hội, chắc chúng ta cũng khó vào cửa hội Long Hoa lắm. Bởi vì mình còn nóng mà, tu hành mà dị kỷ quá chừng, làm sao thoát khỏi trầm luân. Phải nói gọn, hôm nay tu mà còn ái ố sân si, tu mà còn nhiều tánh dị kỳ trần mê thì khó lắm đạo, khó lắm, rất là khó. Vì vậy cho nên đây là một vấn đề mà mỗi đồng đạo chúng ta phải vun vén. Mình phải cố gắng làm sao chúng ta phải ráng nhẫn trăm phần dầu khó nhẫn, hay hoặc là làm dân bá nhẫn thị lương hiền, chữ nhẫn lời truyền Phật tánh tiên, gương trước hơn tầng hàng tính nhẫn, đã không khổ nhục khỏi ưu phèn. Vì vậy cho nên muốn làm hiền thì qua câu giảng đầu tiên, ý đầu tiên này chúng tôi muốn nói là đồng đạo chúng ta phải nhẫn. Rồi đến cái ý thứ hai, ngoài nhẫn ra thì chúng ta cần phải đạt được cái câu giảng thứ hai mà Đức Thầy cho biết rất rõ là hành thiện, tri kinh, thị sĩ hiền. Có nghĩa rằng là người hiền, cái người này phải là cái người làm từ thiện, chứ không phải nói vậy giờ tôi nghĩ làm từ thiện tôi ở nhà tôi nằm một chỗ hiền khô, không phải. Chúng ta gia chạm hết mọi sự ngoài đời, nhưng mà có gia chạm nhiều chừng nào, gặp những cái cam go thử thách nhiều chừng nào thì chúng ta mới thấy được cái chân giá trị của người tu chúng ta. Tôi nói ví dụ giờ này bỏ tôi và Bạch Lê lên núi đi, nhốt chúng tôi trong nhà đi, thì đâu có là cái gì mà đạo cao đâu. Mình phải băng rộng ra bên ngoài thế này nè, mình phải gia chạm thực tế nè, thì lúc bây giờ mới biết được đây là vấn đề để thử sức chúng ta. Cho nên hôm nay ý thứ hai này Đức Thầy dạy chúng ta muốn làm hiền thì phải hành thiện, chúng ta phải tri kinh. Hành thiện là mỗi đồng đạo chúng ta làm từ thiện, nhưng mà làm từ thiện bên ngoài chỉ là tướng thiện thôi. Cho nên tôi cũng thường nói đồng đạo chúng ta làm bên ngoài chúng ta chưa phải làm từ thiện, mà mình mới làm thiện à. Chứ thật sự cái từ từ thiện là gì? Cái từ từ thiện là cái người này phải có một cái tâm từ. Từ cái tâm từ đó nó thúc đẩy chúng ta làm cái việc thiện bên ngoài thì mới gọi là từ thiện. Còn đằng này chúng ta làm việc thiện bên ngoài mà tâm mình còn đố kỵ, tâm mình còn nhỏ mọn, tâm mình còn phân biệt, tâm mình còn thương ghét thì chúng ta chưa phải là người làm từ thiện. Mình mới có làm thiện mà chưa có từ. Vì vậy cho nên ở đây chúng tôi muốn nói rằng muốn đạt ở chỗ hành thiện tri kinh ở đây đó, thì mỗi đồng đạo chúng ta ngoài cái tướng thiện ra, ngoài cái bên ngoài, thì chúng ta trở lại với mình. Một người mà hoàn toàn được cái công hạnh ở cái chỗ từ thiện trong triết học Phật giáo và là Đức Thầy, thì ít ra người này cũng phải có một cái thân lành, có cái lời nói lành, có cái tâm ý lành. Thì khi có thân lành, có lời nói lành, có tâm ý lành thì người này mới hoàn toàn là cái người làm từ thiện đồng đạo à. Vì vậy cho nên mỗi đồng đạo chúng ta nên quay trở lại với thân khẩu ý nè. Mà nãy đồng đạo Bạch Lê nói rất là nhiều rồi, mà Thầy dạy rất rõ là cần tu thập thiện thì sự niệm mới đạt kết quả. Tu thập thiện dứt được thập ác, còn gọi là tịnh tâm nghiệp. Vì vậy cho nên hôm nay chẳng những chúng ta được về cõi Phật mà hội Long Hoa cũng vậy. Nếu đồng đạo thân mình còn sát sanh đạo tặc tà dâm, có ai nói mình là người hiền không đồng đạo? Không có. Quá dữ là hiện gì? Rồi bây giờ mình mở miệng ra, lời nói mình nó mang một tính chất là lưỡng thiệt, ỷ ngôn ác khẩu vọng ngữ. Vậy thì xã hội này có nói mình là người hiền không? Càng không hiền. Hiền gì kỳ á? Ăn chay gì kỳ mở miệng nói chuyện người ta không à? Ăn chay gì mở miệng nói chuyện ỷ thị mà không được đồng đạo ơi. Bao nhiêu người đời không chấp nhận à? Thì Thầy và các vị chư thần Phật Thánh không chấp nhận. Và đồng thời người hiền thì người này phải làm sao trong nội tâm không có còn tham lam sân nộ mê si, mà cái sân chúng ta nói hồi nãy rồi. Vì vậy cho nên người hiền, người này phải hoàn toàn không có còn cái lòng tham ở vật chất bên ngoài. Lúc bây giờ nhiều khi chúng ta cũng cưỡng cầu tham, mà là tham tu, tham được làm đạo, tham được nghe thuyết giảng thì được. Còn nếu như lòng tham chúng ta mà cung phụng cho danh lợi tình bên ngoài thì những cái đó hoàn toàn nó rơi vào tà niệm. Những cái đó là những cái mà chúng ta mất đi cái vị trí là người hiền đó. Nó sẽ cướp mất đi cái vị trí người hiền, cũng giống như cái thanh xuân chúng ta, nó sẽ cướp mất đi cái vị trí người hiền. Và đồng thời người hiền là phải là cái người hiểu biết, chứ không phải người hiền mà ai nói gì cũng nghe, nhẹ dạ, dễ tin thì không phải là người hiền. Người hiền, người này phải là người trí, người này phải là cái người xét trước biết sau. Vì vậy cho nên hôm nay nếu chúng ta còn mê si,
chúng ta còn nhẹ dạ, mình còn dị đoan mê tín, nay theo cái này, ngày mai theo cái khác. Chúng ta không thực hiện được lời Đức Thầy dạy là sống sanh ra phận rau mài, một đời một đạo đến ngày chung thân thì chúng ta chưa phải là người hiền. Tôi nói một cách nôm na dễ hiểu thế này thôi để chúng ta thấy rõ, mình thấy rất là hụt hẫng. Bây giờ mình tu lâu năm rồi, mình rất là tin thầy, nhà mình thờ ba ngôi, đó là chánh kiến, chúng ta không mê tín. Nhưng mà giờ này vì một cái hoàn cảnh gì đó, con mình nó mở một cái tiệm bán đồ tạp hóa, con mình nó mở một cái quán, cái nói cha ơi, mẹ ơi, giờ con thỉnh thì ông địa thằng Tài về con thờ, bán mới được. Như vậy thì mình làm cha làm mẹ không phiên con, nói ừ con ơi đi thỉnh đi là chết rồi. Vậy là mình không có hiền rồi, hiền gì kỳ á? Không, ở đây tôi nói đồng đạo nào có thông cảm cho tôi. Bởi vì giờ này mình mới nói thẳng với nhau nghe, trong đạo chúng ta thờ ba ngôi thôi, mà nếu thờ bốn ngôi, năm ngôi đó là mình còn mê si, mình thiếu đức tin, mình còn vô minh thì không bao giờ chúng ta hiền được đồng đạo. Phải nói rõ vậy. Cho nên cái người hiền mà thầy dạy này phải nói rõ là rất là khó. Vì vậy cho nên muốn làm được điều đó, cho nên hành thiện và tri kính, hai cái này đi đôi với nhau. Đồng đạo nào có thường nghe thuyết giảng, đồng đạo nào có học đọc lời Đức Thầy, đồng đạo nào có xem nhiều kinh sách thì đây gọi là tri kinh, chứ tri là biết, kinh là kinh giảng của thầy. Thì tôi tin chắc rằng khi mà chúng ta có tri kinh, có thường ngồi với nhau bàn bạc như thế này thì mình không có làm sai. Bởi vì biết đâu có làm sai. Tôi nói nôm na một cái khái niệm này thôi. Đức Thầy căn dặn kỹ nha, trong vấn đề cúng lại nè. Mà thường thường đồng đạo chúng ta làm sai hoài đồng đạo à. Mà nhiều khi không phải ở ngoài làm sai, anh em trong ban trị sự cũng làm sai. Mà tại vì không phải đồng đạo cố ý làm sai, tại đồng đạo không nhớ cái đoạn giảng này. Chứ không phải là không phải là cố ý. Đã thầy căn dặn rồi, nếu không lại được thì xá ba xá, thay vì lại bốn lại. Phải không? Cho nên nếu như đông người lại không được thì xá ba xá, thay vì lại bốn lại. Chứ Đức Thầy đâu có kêu xá bốn xá, thay vì lại bốn lại đâu. Phải không đồng đạo? Mà đa phần quay ra thì ông này vướng, quay lại thì ông kia có. Có không đồng đạo? Có nhiều đó nghe. Đức Thầy dạy chúng ta là xá ba xá, thay vì lại bốn lại. Chứ thầy không nói là xá bốn xá, thay vì lại bốn lại đâu. Hội trường này có rất nhiều vị sứ ngôn viên. Tôi mong rằng quý vị khi đi cầu nguyện làm tuần, chúng ta nhớ cái chánh văn này nha. Nếu như đông người đồng đạo nở trước lại được thì lại bốn lại, còn đồng đạo đứng bên ngoài không lại được thì xá ba xá, thay vì lại bốn lại. Đó là nguyên văn của thầy, phải không? Cho nên nếu mà không tri kinh, không học kinh sách thì chúng ta nhầm rồi. Hơn thế nữa, tôi nói đơn giản thôi, thầy dạy lúc cầu nguyện và niệm Phật chỉ niệm trong tâm, mà nhiều khi cũng có người niệm trong tâm, có người còn nhấp môi, có người nguyện ra tiếng. Không phải đồng đạo cố ý nhấp môi, không phải đồng đạo cố ý nguyện ra tiếng đâu, mà đồng đạo quên Đức Thầy viết lúc cầu nguyện và niệm Phật chỉ niệm trong tâm. Mà nếu như đồng đạo nhớ, đồng đạo có dám làm sai đúng không? Cho nên đây là hai cái ý nhỏ nhất thôi, chúng tôi đem cái nhỏ nhất để trình bày, chúng ta thấy có nhiều cái hụt hẫng rồi, huống hồ với nhiều cái lớn nữa. Vì vậy cho nên hôm nay nếu đồng đạo chúng ta có tri kinh, có học đọc kinh sách thì chúng ta không có làm sai. Mà chúng ta không học thì mình làm sai là đương nhiên rồi. Bởi vì thầy dạy là kẻ vô tình chẳng có chí bền, phải xa ngã theo nơi mộng ảo. Vì vậy cho nên mình là cái người vô tình, là không biết đó, thì đương nhiên là chúng ta sẽ xa ngã thôi. Còn nếu mình là người có tình, cái người biết, thì chúng ta không có xa ngã thì nó không hết. Vì vậy nên giờ này trong đạo chúng ta, vấn đề học hỏi là một vấn đề ưu tiên mà chúng tôi thường nói rất rõ. Hôm nay chúng ta nên học trước tu sau đồng đạo ạ. Nếu như mình học trước mình tu sau không đến nỗi, còn nếu chúng ta tu mà không học đó thì giống như tu mù thôi. Trong khi đó Đức Thầy dạy khá chí tâm học hành kinh sám, thoát nơi miền ám phong ba, hay hoặc là ta yêu dũng viết ra giảng kệ, khuyên tăng đồ cùng các tín đồ nghe cạn lời cho có mờ hồ, tìm hiểu nghĩa làm theo đắc đạo. Kính thưa đồng đạo, cảm ơn quý vị. Như vậy thì đó là cái yếu tố thứ hai. Thì có hành thiện, có tri kinh thì đó mới là thị sĩ hiền. Chữ thị là ấy, chữ sĩ là học trò. Nếu đồng đạo chúng ta có hành thiện, có tri kinh, chúng ta mới là học trò hiền của thầy. Thật sự đó mới là học trò hiền của thầy đó. Còn giờ này chúng ta tu mà không làm từ thiện, chúng ta tu mà không học kinh sách thì mình đâu phải học trò hiền của thầy. Kính thưa đồng đạo, lúc bây giờ đương nhiên là Phật bắt cứu thôi, thầy không cứu chúng ta được, phải nói rõ. Và cái thứ ba nữa, để đạt cái vấn đề hiền lương, cái này nó dễ làm nhất nè. Cái này tôi tin chắc rằng tất cả chúng ta ai cũng làm được. Như vậy thì để trở nên hiền lương về sự, về lý, về tướng, về tâm,
thì mỗi đồng đạo chúng ta phải cố gắng ghi nhớ lời Đức Thầy dạy, đó là Nam Mô A Di Đà Phật, 6 chữ đi đứng nằm ngồi ráng niệm chớ quên, không đợi gì thời khắc. Như vậy thì nếu chúng ta có niệm Phật thì chúng ta sẽ trở nên hiền lương. Chỗ nào Đức Thầy dạy niệm Phật hiền lương thì Đức Thầy cho biết rất rõ trong quyển Giác Mê Tâm Kệ, đó là muốn niệm Phật chẳng cần sớm tối, ghi vào lòng 6 chữ Di Đà thì hiền lương quên mất điều tà, đặng hạnh phúc nhờ lòng cố gắng. Kính thưa đồng đạo, như vậy có phải niệm Phật nên hiền lương không? Cái này là dễ làm, bởi vì khi tâm chúng ta có Phật rồi thì thật sự chúng ta hiền dữ lắm. Cho nên đồng đạo ngồi đây, quý vị nào niệm Phật nhiều, tôi nhìn tôi biết rồi à, niệm Phật nhiều nhìn gương mặt hiền dễ thương lắm. Nó tỏ ra một cái hào quang sáng chói nha, một cái từ trường sáng chói mà chúng ta chia sẻ từ cái vô lượng quang của Đức Phật A Di Đà. Còn đồng đạo nào tu mà không niệm Phật đó thì chúng ta nhìn hơi tối nha, nhìn hơi giống như là hơi dữ dữ á, mình tạm nói vậy đi, tức là còn hơi phiền não, còn hơi nhăn nhó gì đó. Thì đây chúng tôi nói vui thôi, chứ không phải thật sự, không phải là một cái nhà bói toán gì cả, thì chúng ta nói dụng sự đặc lý thôi. Vì vậy cho nên hôm nay muốn trở thành người hiền thì yếu tố cần phải có, thì mỗi đồng đạo chúng ta phải là cái người nhẫn nhịn, phải là cái người làm từ thiện, biết đành dạy kinh sách, và người này phải luôn luôn niệm Phật. Có như vậy thì chúng ta mới đầy đủ tiêu chuẩn. Khi được như vậy rồi thì Đức Thầy dạy như thế nào? Hiền lành chừng đó xung vầy, quân thần cộng lạc mấy ngày vui tươi, đến đó ta mới mừng cười. Nhìn xem Ngọc Đế giữa trời định phân, Thiên Hoàng mở cửa cát lân, Địa Hoàng cũng mở mấy tầng ngục môn, 10 cửa xem thấy ghê hồn, cho trần coi thử có mà hay công. Nhân Hoàng cũng lấy lẽ công, cũng đồng trừng trị kẻ lòng tà gian. Ấy là đến lúc xê sang, Tam Hoàng trở lại là đời thượng nguồn. Kính thưa đồng đạo, đến đó tôi và vị đắc hết trơn rồi, chúng đắc hết rồi. Mình phải làm được điều đó, mình mới sống còn đắc được điều đó. Thì đến đây chúng tôi cũng xin kết thúc. Qua cái sự trình bày thì nãy giờ cũng hơn 60 phút rồi. Qua cái chuyên đề, tức là những cái tiêu chuẩn tu như thế nào để chúng ta về dự hội. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam